Chương 4932, Lão Viện Trưởng Viện Trưởng, lại xưng là Lão Viện Trưởng, hắn dĩ nhiên không phải Thư Viện đời trước Viện Trưởng, hắn là hiện nay Thư Viện Viện Trưởng, chỉ bất quá hắn trong sân thời gian dài đã có vạn năm lâu, cho nên, rất nhiều học sinh đều đã tôn xưng lên một tiếng Lão Viện Trưởng. Lão Viện Trưởng, cũng là một vị khó lượng Long Quân, có bốn viên vô song thánh quả, chỉ bất quá, trăm ngàn năm qua, Lão Viện Trưởng đều hiếm khi rời khỏi qua Thư Viện, nhỏ cùng người đồng thủ, cho nên lão viện trưởng thanh danh không hiển hách, làm một đại long quân, cũng không có danh dương thiên hạ. Cũng không có uy hiếp tứ phương. Không giống huyết hải đao khách, Tiễn Thánh, Luân Hồi Thành chủ nhân vật như vậy, chỉ sợ là ba viên vô song thánh quả, đều là uy hiếp thiên hạ, uy danh long, để cho người ta nghe đến đã biến sắc. Lão viện trưởng tại hiện nay Hà Tam Châu, cũng không có nhiều vang dội uy danh thậm chí cũng chưa từng nghe nói qua hắn đánh bại qua cái nào như hắn không phải là thư viện viện trưởng chỉ sợ tất cả mọi người nhanh quên mất hắn vị này có bốn viên vô song thánh quả long quân lão viện trưởng tại trong thư viện làm vạn năm lâu viện trưởng thư viện đã thay đổi một đời lại một đời học sinh tới một nhóm lại một nhóm học sinh đi một nhóm lại một nhóm học sinh tại một đời lại một đời học sinh bên trong lão viện trưởng làm người khiêm tốn khiêm tốn trừ cái đó ra học sinh đối với hắn không có quá nhiều ấn tượng thậm chí đối với tại một đời lại một đời học sinh mà nói cùng lão viện trưởng ở chung lúc đều nhanh quên mất hắn một cái có bốn viên vô song thánh quả long quân tất cả mọi người chỉ nhớ rõ hắn là viện trưởng thân phận viện trưởng đại nhân có chỗ đắc tội xin hãy tha lỗi nhìn thấy lão viện trưởng xuất hiện tiễn thánh luân hồi thành chủ cũng đều thu liễm một chút thần thái không người từ từ nói tính là là huyết hải đao khách lạnh lùng như vậy người, không đem cái nào để vào mắt, thế nhưng, nhìn thấy lão viện trưởng cũng đều không không thân. Như vậy một màn, không ngoài ý, dù sao, lão viện trưởng tại trong thư viện đã làm viện trưởng vạn năm lâu, tại thư viện học sinh bên trong, cái dạng gì vô địch hạng người chưa từng thấy qua, xa không nói, chính là ly ẩn đế quân, bác thất đạo quân, trước khi bọn họ thư đến viện thời điểm, cũng giống vậy được kính trọng hắn vị này lão viện trưởng. Lão viện trưởng ánh mắt đảo qua, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Từ từ nói, chưa nói tới đắc tội, thư viện chính là cầu đạo đất, rời xa thị phi, hai vị vẫn là mời trở về đi. Lão viện trưởng nói bất uống bất hỏa, theo hắn lời nghe, cũng không có cái gì tức giận, tự hồ, bất luận cái gì sự tình, hắn đều có thể tâm bình khí hòa giống nhau. Nghe được lời của lão viện trưởng, tiễn thánh, luân hồi thành chủ bọn họ cũng không khỏi là nhìn nhau liếc mắt trong khoảng thời gian ngắn bọn họ là đâm lao phải theo lao lão viện trưởng thanh uy vẫn như cũ vẫn còn tính là hắn không phải là cái gì uy hiếp thiên hạ long quân không phải là sát phạt thập phương tồn tại tại long quân tạo hóa phương diện thành tựu tựa hồ là mờ nhạt thế nhưng là thư viện lão viện trưởng tại đây vạn năm xa vời đất trong năm tháng tại hắn trong học viện xuất ra quá nhiều học sinh xuất ra quá nhiều vô địch hạng người tính là là tiễn thánh luân thuận thành chủ ở trước mặt hắn đó cũng là thấp đồng lứa, như học sinh giống nhau, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng tiễn thánh, luân hồi thành chủ có chút tiếng thối lưỡng nan. Chúng ta đúng thư viện cũng không ác ý, cùng không muốn đắc tội thư viện. Cuối cùng, đứng ở dưới trời sau tiễn thánh lên tiếng, từ từ nói, chỉ là Thư viện học sinh, trọng đạo thiên thần đạo minh nhân thuyền, chúng ta thiên thần đạo, chỉ là dây thần hồi mà thôi. Ta cũng là ý tứ này luân hồi thành chủ lập tức nói thư viện chính là cầu đạo đức nếu để cho bọn đạo chích hoành hành bị tổn hại thư viện danh dự không bằng như vậy viện trưởng giao ra tiểu bối bọn ta hướng thư viện chịu đòn nhận tội nói như vậy nhất thời nhượng ở đây tất cả học sinh cũng không khỏi ngừng thở vào lúc này tất cả học sinh cũng không khỏi nhìn lão viện trưởng giờ này khắc này bất luận cái gì học sinh đều hiểu bạch thiểu kim chẳng qua là thư viện một vị học sinh phổ thông mà thôi đặc biệt hắn còn không là xuất thân từ bách đường hoặc thư phòng chỉ là du học cung một gã học sinh lấy thư viện thân phận mà nói bạch thiểu kim chỉ là một cái du học tu sĩ thân phận như vậy như một cái đại giáo cương quốc mà nói chẳng qua là một cái rất ngoại vi rất vòng ngoại đệ tử mà thôi liền ngoại môn đệ tử cũng không bằng tại bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc mà nói như là vì một cái rất ngoại vi rất vòng ngoài đệ tử đi đắc tội thiên hạ cường địch, thậm chí là cùng thiên thần đạo như vậy tối cao đại đạo là địch, tự hồ là không không ngoan cử chỉ chỉ sợ rất nhiều đại giáo cương quốc đô sẽ giao ra cái này một cái đệ tử. Hơn nữa, nếu là vào lúc này, thư viện giao ra bạch thiểu kim, chỉ sợ thư viện học sinh cũng không có thể nói cái gì, dù sao, là du học cung học sinh, vốn là cùng thư viện giao hệ không sâu, thư viện hoàn toàn không cần phải đi bảo hộ như vậy một đệ tử thậm chí có khả năng bị người ấn lên một cái tội danh giấu kín bọn đạo chích thế nhưng vào lúc này đối với tiễn thánh luân hồi thành chủ lời lão viện trưởng lắc đầu nói rằng thư viện học sinh chính là học sinh không có gì bọn đạo chích thư viện du học cung chính là hải nạp bách xuyên thiên hạ bất luận kẻ nào đều có thể đi cầu học cũng không có loại hạng phân chia cho nên du học cung học sinh bất luận là làm vì sao bất luận thiện hay ác tại thư viện chỉ có một thân phận chính là học sinh lão viện trưởng nói như vậy nhất thời nhượng ở đây học sinh cũng không khỏi là cảm giác di chuyển đặc biệt xuất thân từ tiểu môn tiểu phái học sinh hoặc là xuất thân từ hung nhân ác nhân nhà học sinh càng là trong lòng hết sức cảm động cảm động là đều ướt khóe mắt dù sao đối với những học sinh này mà nói thư viện là toàn bộ hạ tam châu sẽ không kỳ thị bọn họ chỗ cũng sẽ không bởi vì bọn họ xuất thân không tốt đi ghét bỏ bọn họ. Lão viện trưởng nói như vậy, nhất thời nhượng tiễn thánh, luân hồi thành chủ không lời chống đỡ, điểm này, phóng nhãn toàn bộ hạ Tam Châu, bất luận kẻ nào đều không thể đi phê phán, lịch đại vô địch hạng người, kinh diễm vô song đế quân, đối với thư viện cái này một phần lòng dạ đều là bội phục sát đất. Nếu như nói, thư viện giáo dục hoặc tuyển nhận học sinh, chính là dạy có loại, đầu tiên chỉ sợ là cổ tộc học sinh liền là người thứ nhất vào không được thư viện người, thế nhưng, tại đây trăm nghìn vạn năm tới nay, nhiều ít cổ tộc học sinh đều có thể tại thư viện cầu đạo. Hơn nữa thành tựu độc nhất vô nhị tạo hóa. Lão viện trưởng nhìn tiễn thánh, luân hồi thành chủ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, hơn nữa, theo ta biết, minh nhân thuyền cũng không phải thiên thần đạo vật. Nói đến đây, lão viện trưởng thần thái trịnh trọng nói, thậm chí có thể nói, minh nhân thuyền cùng thiên thần đạo không có bất cứ quan hệ gì. Minh nhân thuyền, chính là từ minh nhân tiên đế chỗ lưu lại trước kia viễn cổ kỷ nguyên chiến thời điểm đại biểu cho nhân tộc cổ phủ đại bại vũ thiên tiên vương đem cổ phủ nội tình thu nhận tại minh nhân thuyền bên trong đại chiến sau khi chấm dứt minh nhân thuyền thất tung cho nên bất luận là minh nhân thuyền khởi nguyên vẫn là minh nhân thuyền ẩn núp tất cả nội tình nó đều cùng thiên thần đạo không có bất cứ quan hệ gì nếu là còn cần dính líu quan hệ nó cũng chỉ là cùng bách tộc liên quan đến cùng nhân tộc liên quan đến nếu là còn cần giảng lên đạo lý vật hoa thiên bảo người hữu duyên ở lão viện trưởng thần thái trịnh trọng đem minh nhân thuyền lai lịch là nói liên tục minh nhân thuyền ta cũng không phải theo thiên thần đạo bên trong trọng đạo đi ra ngoài vào lúc này bạch thiểu kim cũng là chen vào một cái nói rằng ta chỉ là từ cổ chiến trường phế tích bên trong đạo lên nghe được lão viện trưởng nói như vậy ở đây rất nhiều học sinh cũng đều nhìn nhau liếc mắt nếu quả như thật muốn nói như vậy minh nhân thuyền, thật đúng là cùng thiên thần đạo không có quan hệ gì. Nói như vậy, minh nhân thuyền không phải là thiên thần đạo vật, thiên thần đạo cường đồng ý tự mình vô song bảo vật, cái này có phần quá bá đạo. Có học sinh không nhịn được cô, không dám lớn tiếng, chỉ là rất nhỏ giọng nói. Có loài người học sinh cũng không khỏi nói rằng, không nên nói minh nhân thuyền thuộc về cái nào, đó là đương nhiên là thuộc về chúng ta nhân tộc lão viện trưởng đem minh nhân thuyền lai lịch khởi nguyên đều nói được nhất thanh nhị sở. Trong khoảng thời gian ngắn, nhượng tiễn thánh, luân hồi thành chủ đều phản bác không được. Lời ấy sai rồi, vào lúc này, một cái trầm hát tiếng vang lên, nghe được, ầm, một tiếng vang thật lớn, một thân ảnh đạp không tới, trong nháy mắt, đứng ở thư viện bầu trời. Oanh, một tiếng vang thật lớn, làm cái thân ảnh này vừa đứng tại bầu trời thời điểm, một cổ bàn bạc vô tận yêu khí trong nháy mắt đánh thẳng tới, tự như là một đầu vô cùng to lớn cự thú chiếm giữ tại trên bầu trời như vậy thú hơi thở tràn ngập thời điểm tính là không bộc phát ra kinh thiên thần uy cũng giống vậy để cho người ta bị run rẩy cái này rất giống là tay không tất sắc phàm nhân đứng ở máu me đầy đầu chậu miệng rộng sư vương trước mặt bất cứ lúc nào cũng sẽ trở thành trong miệng huyết thực có thể không khiến người ta bị run rẩy a à. vào lúc này mọi người nhìn một cái chỉ thấy không trung đứng một ông già lão giả này một đầu xỏa tung tóc vàng thoạt nhìn như sư tử đầu giống nhau, cái này một ông già, đứng ở nơi đó thời điểm, thân ảnh cao lớn, giống như là một cái vạn thú vua, sư vương. Vị lão giả này, toàn bộ người bạo phát ra đáng sợ yêu thú khí tức, làm tất cả người vừa nhìn thấy hắn thời điểm. Cũng không khỏi hai chân như nhũng ra, cũng cảm giác, trước mắt đầu này lão giả, chính là một đầu yêu sư tử, há mồm liền có thể nuốt chửng nghìn triệu sinh linh. Không sai, trước mắt vị lão giả này chính là một đầu yêu sư tử. Bảo thạch sư thần, thấy vị lão giả này, rất nhiều học sinh cũng không khỏi sắc mặt trắng bệt, quát to một tiếng. Bảo thạch sư thần, cái này uy danh vang vọng toàn bộ hạ Tam Châu, chính là một đời yêu đạo thần, một vị có bốn viên vô song thánh quả long quân, thực lực bao trùm thiên hạ. Bảo thạch sư thần xuất thân từ yêu đạo, còn trẻ lúc, xuất nhập tại mãn hoang thập vạn đại sơn bên trong. Thế nhưng, cũng không quy y theo mãn hoang thập vạn đại sơn bên trong bất kỳ một cái nào yêu thần vị, tự lập thành vương. Cuối cùng, không biết là nguyên nhân gì, một đời uy danh hiển hách yêu thần, lại quy thuận tại thiên thần đạo tiên tháp, trở thành tiên tháp lão tổ, chúa tể một vùng thế giới. Bảo thạch sư thần, hung danh hiển hách, tính là hắn cũng không có xếp hạng tại loạn châu mười hung bên trong, thế nhưng, hắn làm hung ác sự tình, thế nhưng không ít, hắn trước kia uy hiếp thiên hạ lúc, quét ngang loạn châu lúc, đã từng là vừa há mồm liền nuốt chửng một quốc gia trăm nghìn vàng sinh linh đáng sợ vô cùng vào lúc này bảo thạch sư thần xuất hiện ở trong thư viện sợ đến rất nhiều học sinh cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng vạn nhất hắn vừa há mồm liền nuốt chửng toàn bộ thư viện như vậy bọn họ liền trở thành bảo thạch sư thần trong miệng huyết thực cái này có thể không đem thư viện học sinh sợ mất mật a à. Chương 4933, Điên Hỏa Cùng Thần Bảo Thạch Sư Thần xuất hiện ở trong thư viện, làm một đại yêu thần, xuất thân từ yêu đạo, lại quy thuận tại thiên thần đạo tiên tháp. Thế nhưng, làm hắn xuất hiện thời điểm, so với tiễn thánh, luân hồi thành chủ càng khiến người ta cảm thấy bất an, thậm chí là không khỏi là sợn tóc gáy. Bởi vì Bảo Thạch Sư Thần không là thuần túy thiên thần đạo xuất thân lão tổ, hắn là một đời hung yêu, quản chi hắn là quy thuận tại tiên tháp nhưng một khi làm sự tình chỉ sợ so tiễn thánh luân hồi thành chủ bọn họ như vậy chân chính xuất thân từ danh môn chính phái đại nhân vật lại càng không giảng đạo nghĩa thậm chí có thể làm ra huyết thực thiên hạ chuyện như vậy cho đến ngày nay minh nhân thuyền lai lịch khởi nguyên đã không trọng yếu bảo thạch sư thần nói một cách lạnh lùng nó khai quật tại tiên tháp tiên tháp mỗi một tất đất đều thuộc về tiên tháp cho nên tại đây trong khai quật mỗi một kiện bảo vật mỗi một kiện vật phẩm bình thường cũng làm thuộc về tiên tháp, minh nhân thuyền cũng không ngoại lệ. Bảo thạch sư thần như vậy lời vừa nói ra, nhất thời nhượng rất nhiều học sinh đều không lời chống đỡ. nghe bảo thạch sư thần nói như vậy là ngang ngược không biết lý lẽ, thế nhưng lại từ đương kim thiên hạ hiện thực mà nói, đối với rất nhiều đại giáo cương quốc mà nói, cái nào đại giáo cương quốc không cũng đều là suy nghĩ tự mình lãnh thổ bên trong vật sở hữu, bất luận là vô song bảo vật, vẫn là bình thường vật phẩm cũng làm là quy thuộc về mình tông môn đại giáo. Minh Nhân Thuyền tuy rằng thời đại viễn cổ tiên đế chỗ lưu lại, chính là nhân tộc cổ phủ nội tình, thế nhưng, đúng đến ngày nay thiên thần đạo mà nói, vậy cũng là đã chuyện đã qua, cũng đều là rất xa xôi sự tình, bất luận là viễn cổ đại đế, vẫn là nhân tộc cổ phủ, đều đã tan thành mây khói. Không còn thuộc về nhân tộc. Nếu Minh Nhân Thuyền là từ tiên tháp khai quật, như vậy, vùng thế giới này liền thuộc về tiên tháp, Minh Nhân Thuyền, đương quy tại tiên tháp, như vậy thuyết pháp, tuy rằng nghe là rất bá đạo, nhưng không có bao nhiêu mau bệnh. Rồi hãy nói, Bảo Thạch Sư Thần chính là một đời hung yêu, tính là là hắn chắn rất bá đạo, cùng không nói lý lẽ, đó cũng là có thể hiểu được cùng tưởng tượng sự tình, giống Bảo Thạch Sư Thần tính là hắn cũng không có xếp vào loạn châu mười hung bên trong, thế nhưng, hắn sở tác sở vi, cùng loạn châu mười hung cũng không có gì khác nhau, cho nên, hắn rất không giảng đạo, đạo bá hung ác độc địa, cái này không có có cái gì kỳ quái đâu sự tình. Lão hủ tán thành sư tử thân. Vào lúc này, một cái thanh âm sâu kín vang lên, theo nghe được bồng một tiếng vang lên một cơn gió lớn cuốn tới, liên tục không dứt, cùng phong xoáng tới, các bay đá chạy, hết sức đáng sợ. Trong nháy mắt, một cái đứng ở thư viện thiên khung trên, người này, chính là một ông già, trên người phun ra nuốt vào quang mang, thế nhưng, toàn bộ người thoạt nhìn nhưng là ốm yếu, hình như là bệnh lâu nằm trên giường rất tốt giống nhau. Lão giả này phía sau chiều dài một đối quan dực. Cái này một đối quan dực thoạt nhìn có chút tàn phá, nhất phiến phiến quan lông nhau nhau rơi xuống, hình như là bị bại hoại lực lượng tại ăn mòn giống nhau, như vậy một màn, nhưng vị lão giả này thoạt nhìn muốn trầm luân tại rơi bên trong giống nhau. Như vậy một ông già, người mang quan dực, làm hai cánh của hắn mở lúc, che khuất thiên địa, hắn cặp mắt tại đóng mở ở giữa sáng tối chập chờn tự hồ, toàn bộ thế giới đều theo hắn sáng tối chập chờn ánh mắt hủy diệt giống nhau, tự hồ là tiến nhập một cái lại một sinh sinh ra, hủy diệt thế giới luân hồi. Như vậy một ông già, vừa xuất hiện ở đó trong. Làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi là sợn tóc gáy, đặc biệt hắn cặp mắt sáng tối chập chờn thời điểm, nhưng tất cả học sinh cũng cảm giác mình tại muốn ánh mắt như vậy bên trong bị đốt cháy giống nhau, căn bản là vô lực đối kháng chỉ có thể nghe được tự mình kêu trên thanh âm vũ luân cổ vương thấy lão giả này đến liền bảo thạch sư thần cũng không khỏi là ngoại ý muốn kêu một tiếng vũ luân cổ vương nghe được tên này có đến từ chính thiên thần đạo đối với danh tự này có nghe thấy học sinh cũng không khỏi là hoảng sợ hét lên một tiếng vũ luân Thế gia cổ vương không phải là đã tọa hóa a à? vũ luân cổ vương tên này rất nhiều người đều chưa từng nghe qua thậm chí là nghe rất xa lạ thế nhưng thiên thần đạo không ít học sinh địa thính qua tên này Vũ Luân Cổ Vương, chính là Vũ Luân Thế Gia Cổ Vương, truyền thuyết, hắn quét ngang thiên hạ lúc, chính là Vũ Luân Thế Gia chính là như mặt trời ban trưa lúc, tại hắn chỗ niên đại, hắn dẫn theo Vũ Luân Thế Gia danh chấn thiên hạ, thành thế hưng thịnh. Mặc dù nói, Vũ Luân Cổ Vương tự mình thực lực cũng không phải thiên hạ vô địch, là có bốn viên vô song thánh quả Cổ Vương, hắn có nào thì thiên hạ thực lực. Nhưng, ở đó xa xôi trong năm tháng, nhưng Vũ Luân Thế Gia xưng bá thiên hạ, không cũng chỉ có Vũ Luân Cổ Vương một người, vào lúc đó, tại Vũ Luân Cổ Vương dưới sự dẫn dắt, Vũ Luân Thế Gia là lại nhân tài xuất hiện lớp lớp, thiên tài vô số, có thể Vũ Luân Thế Gia lại một lần nữa uy danh hiển hách, có xưng bá thiên hạ phong thái. Chỉ bất quá, về sau theo Vũ Luân Cổ Vương phai nhạc ra khỏi thế tầm mắt của người sau đó, Vũ Luân Thế Gia liền bắt đầu suy sụp, theo một đời lại một đời lão tổ qua đời sau đó, Vũ Luân Thế Gia tại thiên thần đạo đã lưu lạc là tam lưu môn phái thế nhưng làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là nghìn trăm vạn năm trôi qua tất cả mọi người cho rằng đã tọa hóa không ở trong nhân thế vũ luân cổ vương dĩ nhiên đột nhiên xông ra như vậy giống nhau xác chết vùng dậy thật sự chính là đem cái biết nhiều hơn vũ luân cổ vương sợ bắn cả người già dạ rồi thời gian không ta ở đây đã là thiên hạ của người trẻ vào lúc này vũ luân cổ vương hữu khí vô lực nói rằng có thể để cho yêu thần nhớ kỹ cũng là vinh hạnh sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn, những thư viện tất cả học sinh tâm thần cũng không khỏi là một trong trầm tại liền, thư viện chúng địch bên trong, đã trước sau đó tiễn thánh. Luân hồi thành chủ, bảo thạch yêu thần, vũ luân cổ vương, bốn vị long quân, phân biệt có ba viên vô song thánh quả, bốn viên vô song thánh quả, như vậy thực lực đáng sợ, thoáng cái tụ tập tại trong thư viện thời điểm, đích xác là làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi là sẩn tóc gáy làm bốn vị long quân tụ tập tại nơi này thời điểm nghiền ép ở đây học sinh đây chẳng phải là dường như giết một bầy kiến hôi giống nhau đơn giản huống chi ở đây bất kỳ một cái nào học sinh đều không thể cùng trước mắt thiên tôn long quân đem chống lại thư viện bên này chỉ là có nhạc sơn kiếm huyết hải đao khách lão viện trưởng có thể nói cái này đã để cho bọn họ ở vào thực lực hạ phong căn bản là không cách nào đối kháng mình vũ luân cổ vương bọn họ như vậy bốn tôn thiên tôn long quân lão viện trưởng chỗ đắc tội còn xin bao dung ngày khác nhất định tới cửa chịu đòn nhận tội ống yếu vũ luân cổ vương lời này nghe vẻ nho nhã nhưng để cho người ta nghe được thoải mái vũ luân cổ vương như vậy tư thái nói như vậy không thể nghi ngờ là cho thư viện báo động trước hắn cũng giống như vậy là minh nhân thuyền mà đến vũ luân cổ vương ống yếu dáng dấp đối lão viện trưởng nói rằng viện trưởng đại nhân đây là tội gì tới quá một tên tiểu bối cùng thư viện không quan hệ thả hắn đi chính là như là vì một tên tiểu bối đập lên toàn bộ thư viện cái này là cỡ nào không đáng giá đây không phải là bị hủy thư viện trăm triệu năm sự nghiệp to lớn a à. bảo thạch sư thần cũng không khỏi nói rằng không sai lão viện trưởng hiện tại giao ra bọn đạo chích cái này còn kịp nếu là chiến hỏa đốt tới thư viện vậy là lỗi vào lúc này vũ luân cổ vương bảo thạch sư thần đều không lập tức động thủ đều là đang khuyên nói lão viện trưởng có thể nói là tận tình khuyên bảo đã cho đủ thư viện sĩ diện nếu là thay đổi người là những thứ khác đại giáo cương quốc dựa vào vũ luân cổ vương bảo thạch sư thần thực lực bọn hắn chỉ sợ là không nói hai lời lập tức đúng thư viện phát động công kích thư viện sự tình còn chưa tới phiên các vị quyết định chư vị vẫn là mời trở về đi tính là là đối mặt vũ luân cổ vương bảo thạch sư thần bọn họ cường đại như vậy vô cùng hạng người lão viện trưởng đều như cũ sẽ không lùi bước, cũng sẽ không có chút nào nhượng bộ, trực tiếp cự tuyệt vũ luân cổ vương, bảo thạch yêu thần khuyên bảo. Vào lúc này, bất kỳ một cái nào học sinh đều hiểu. Thư viện là chết bảo đảm bạch thiểu kim. Như vậy một màn, nhượng không ít học sinh, đặc biệt xuất thân từ tiểu môn tiểu phái học sinh, cũng không khỏi hết sức cảm động, trong lòng cảm động đến rơi nước mắt. Thư viện như vậy bảo đảm bên dưới một cái học sinh bình thường, bực nào phát ân cao ý trọng. Lão viện trưởng Trạng Thái Kiên là rất kiên định, tính là là Bảo Thạch sư thần, Vũ Luân cổ vương bọn họ cường giả như vậy thêm gặp, quản chi tại giờ này khắc này, thư viện không có có bất kỳ phần thắng nào, thế nhưng, thư viện vẫn là sẽ không giao ra Bạch Thiểu Kim, lại càng không sẽ giao ra Minh Nhân thuyền. Đối với thư viện, tính là là Bảo Thạch sư thần như vậy hung yêu, Vũ Luân cổ vương như vậy cổ tổ, cũng không dám đơn giản đồng thủ, dù sao cái nào cũng không biết trong thư viện hay không còn tiếp tục có tàn long ngọa hổ. Các ngươi quá dài dòng, lãng phí thời gian. liền tại bảo thạch sư thần, Vũ Luân Cổ Vương do dự một chút lúc, gầm lên một tiếng vang lên. Nghe được ầm, một tiếng vang thật lớn, một cái người khổng lồ từ trên trời giáng xuống, làm như vậy một người khổng lồ từ trên trời giáng xuống lúc, liền trong chớp mắt này ở giữa, đáng sợ nhiệt độ cao sóng nhiệt liên tục mà đến. Vào giờ khắc này, để cho người ta thấy, cái này một viên người khổng lồ, chẳng qua là một đám cao to vô cùng ngọn lửa mà thôi, cả đám cao to vô cùng ngọn lửa thoạt nhìn giống như là một cái cao to vô cùng người khổng lồ. Thế nhưng, tản mát ra cái này cao to vô cùng người khổng lồ ngọn lửa, nhưng là từ một cái xem ra người thấp nhỏ hán tử chỗ phát ra. Hán tử này thoạt nhìn là bình thường, nhìn một cái bên dưới, duy nhất chỗ khả năng hấp dẫn ở người, chính là hắn toàn thân phun ra nuốt vào lên hỏa diễm, hơn nữa, mỗi một luồng ngọn lửa là hết sức bá đạo, dính vào một điểm chiếm. Là có thể muốn ngươi sinh mệnh, quản chi ngươi là trốn một chân trời góc biển, ngươi là không có cách nào thoát khỏi. Như vậy ngọn lửa người khổng lồ xuất hiện thời điểm, không biết nhiều ít học sinh tại trong chớp nhán này liền chịu không được đáng sợ như vậy nhiệt độ cao, trong chớp mắt này ở giữa, tự mình hình như là liền bị nhen lửa giống nhau, sợ đến rất nhiều học sinh cũng không khỏi là sợn tóc gáy, cảm giác tự mình như là bị muốn đốt thành cho giống nhau, sợ đến đều muốn xoay người đào tẩu, thế nhưng, lại bị đáng sợ cường đại long quân lực trấn áp, lại là không cách nào nhúc nhích. Căn bản là không thể chạy trốn. Điên hỏa cùng thần, thấy cái này đáng sợ ngọn lửa người khổng lồ đứng ở nơi đó, có học sinh xem cũng không khỏi là thất thần, lầm bầm nói rằng. Điên hỏa cùng thần. Thấy người này, liền huyết hải đao khách cũng không khỏi nhíu mày một cái. Điên hỏa cùng thần, chính là mười hung bên trong sắp xếp tại thứ ba, một vị có bốn viên vô song đạo quả đại hung người. Chương 4934, Quét trác lão nhân Điên hỏa cùng thần, loạn châu mười hung ba, là một cái cùng nhân, cũng là một người điên. Điên hỏa cùng thần, xuất thân từ điên hỏa đạo, tại hắn còn trẻ lúc, chính là cùng hỏa thánh địa đệ tử thiên tài, đã từng cùng cùng một thời đại vạn tương đế quân tranh chấp mũi nhọn thế nhưng về sau không biết là nguyên nhân gì điên hỏa cùng thần phản bội cùng hỏa thánh địa về sau hắn trở thành một đời có bốn viên vô song thánh quả long quân điên hỏa cùng thần đáng sợ là hắn sẽ phát cuồng hơn nữa còn là không có dấu hiệu nào phát cuồng làm một vị có bốn viên vô song thánh quả long quân hắn đột nhiên phát cuồng đó là đáng sợ dường nào sự tình hủy diệt lực lượng chính là hủy thiên diệt địa nghe đồn nói điên hỏa cùng thần đáng sợ nhất một lần phát cuồng đột nhiên phóng hỏa đốt cháy hơn nửa điên hỏa đạo dẫn phát rồi vô cùng kinh khủng tai nạn dẫn đến bị chết cháy sinh linh có nghìn vạn chúng trận này tai nạn có thể điên hỏa đạo tổn thất cực kỳ thảm trọng điên hỏa cùng thần phát cuồng nguyên nhân có đủ loại thuyết pháp có nói pháp cho rằng điên hỏa cùng thần phát cuồng là là bởi vì hắn tu luyện điên hỏa đạo nguyên nhân dù sao điên hỏa đạo trăm nghìn vạn năm tới nay phát cuồng đệ tử vô số, chỉ bất quá, phát cuồng trình độ không có giống điên hỏa cuồng thần đáng sợ như vậy mà thôi, tính là là điên hỏa đạo thủy tổ, điên hỏa, đã từng phát cuồng qua. Thế nhưng, có người cho rằng, điên hỏa cuồng thần phát ra cuồng nguyên nhân, cùng điên hỏa đạo đệ tử tu luyện công pháp phát cuồng không giống nhau, điên hỏa cuồng thần phát cuồng nguyên nhân, chính là hắn lòng có hỏa ma, dẫn đến hắn một khi phát cuồng thời điểm, toàn bộ người dường như nhập ma giống nhau, cùng với khác phát cuồng hoàn toàn khác nhau tại nổ tung bên dưới đốt diệt thế tất cả cho nên tại điên hỏa cùng thần phát cuồng thời điểm bất luận kẻ nào tại bên người của hắn đều là một tràng tai nạn thậm chí là sẽ bị đốt cháy được tan thành mây khói hiện tại điên hỏa cùng thần đột nhiên xuất hiện ở thư viện đem tất cả học sinh đều sợ bắn cả người nếu như nói bảo thạch sư thần chính là một đời hung yêu có thể sẽ há mồm nuốt chững nghìn triệu huyết thực thế nhưng bảo thạch sư thần ít nhất vẫn là một cái thần trí người bình thường ít nhất vẫn có thể thương lượng thế nhưng điên hỏa cùng thần liền không giống nhau hắn như vậy phát cùng người điên thường là không cách nào dùng thường tình đi so sánh một lời bên dưới thì có thể phóng hỏa đốt cháy tẩy toàn bộ thư viện vào lúc này thư viện tất cả học sinh cũng không khỏi hết hồn đầu tiên là có tiễn thánh luân hội thành chủ sau có bảo thạch sư thần vũ luân cổ vương hiện tại lại nửa rồi một cái điên hỏa cùng thần một cái lại một kẻ hung ác, một cái sau một người điên. Vào lúc này, đứng ở thư viện bầu trời, cũng đã có năm vị Long Quân, như vậy năm vị Long Quân bất luận là xuất hiện ở Hà Tam Châu cái nào địa phương, đều có thể nhấc lên kinh đào hải lãng, đều có thể hủy thiên diệt địa. Cho nên, vào lúc này, năm vị Long Quân thần uy mù mịt tại giữa thiên địa. Tại đáng sợ như vậy Long Quân khí tức bên dưới, nhật nguyệt ngôi sao đều tại tốc tốc phát trung. Tính là là bảo thạch sư thần, Vũ Luân Cổ Vương như vậy hung nhân, vừa thấy được điên hỏa cùng thần, bọn họ cũng không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, bọn họ đều thoáng cái thần thái không xong. Bảo thạch sư thần Vũ Luân Cổ Vương, bọn họ còn sao nói là ngoan nhân hoặc là hung nhân, thế nhưng, tại điên hỏa cùng thần như vậy động một chút là phát cuồng người điên trước mặt, bọn họ chính là đều là từng cái một người tốt. Lão đầu, giao ra minh nhân thuyền, bằng không phóng hỏa đốt trụi các ngươi thư viện vào lúc này điên hỏa cùng thần đến không để ý tới bất luận kẻ nào hùng hổ ngông cùng ngập trời thấy điên hỏa cùng thần đến lão viện trưởng cũng không khỏi nhíu mày một cái hắn không khỏi nói rằng điên hỏa cũng cho thiên thần đạo chân chạy sao phi điên hỏa cùng thần khinh thường khí tắm vô cùng nói rằng thiên thần đạo tính là thứ gì bổn đại gia nghe nói các ngươi thư viện đệ tử cướp được tối cao chi bảo bổn đại gia cảm thấy hứng thú hiện tại ngoan ngoãn dâng lên bằng không, đốt trụi các ngươi thư viện, không có một ngọn cỏ. Điên hỏa, thư viện không phải là ngươi dương oai chỗ. Đối mặt điên hỏa cùng thần quái đảng, lão viện trưởng không vui, không khỏi là nhíu mày một cái. Điên hỏa cùng thần có thể không quan tâm những chuyện đó, hắn cũng không có bảo thạch sư thần, vũ luân cổ vương bọn họ khách khí như vậy cùng lễ phép, hắn cùng tiếu nói, tốt, lão đầu, rượu mời không uống, uống rượu phạt, hãy để cho ta đốt trụi các ngươi thư viện, lại đoạt bảo vật Minh nhân thuyền Thuộc sở hữu tiên tháp Lúc này Bảo thạch sư thần một bước tiến lên trước Yêu khí ngập trời Tự như là một cái tối cao cự sư tử rít gào Thành uy vô cùng lấy tâm hồn người Thiên thần đạo bên ngoài Bất luận kẻ nào đều không được nhúng chàm Vào lúc này Vũ Luân Cổ Vương không hề nghi ngờ Là đứng ở bảo thạch sư thần bên này Đúng Thiên thần đạo bảo vật Làm thuộc về thiên thần đạo tiễn thánh đã là tiễn chỉ bạch thiểu kim. Vào lúc này, Luân hồi thành chủ, Vũ Luân cổ vương, Bảo Thạch sư thần, bọn họ không chỉ là hướng lão viện trưởng cái phương hướng này ép đi qua, hơn nữa, ba người bọn họ ở giữa đã tạo thành sừng thú, đối điên hỏa cùng thần tạo thành giáp công lúc. Không hề nghi ngờ, vào lúc này, Bảo Thạch sư thần, Vũ Luân cổ vương, tiễn thánh, Luân hồi thành chủ bọn họ bốn tôn long quân không chỉ là muốn ép lão viện trưởng giao ra bạch thiểu kim. Vừa mới, cũng là đối điên hỏa cùng thần tạo thành giáp công xu thế. Tại bảo thạch sư thần bọn họ chủ trì thế cục bên dưới, bất luận kẻ nào đều đừng hồng dũng chàm minh nhân thuyền, thư viện nhất định phải giao ra minh nhân thuyền, điên hỏa cùng thần nếu là trắng trận cướp đoạt minh nhân thuyền lợi, như vậy, bọn họ sẽ lập tức xuất thủ đánh chết điên hỏa cùng thần. Thư viện muốn xong A, à, thấy như vậy một mạng, thư viện học sinh cũng không khỏi hết hồn, trong khoảng thời gian ngắn đều bị sợ vỡ mật. Tại liền, thư viện đã bị năm vị long quân chỗ bao vây thư viện cái này nhất phương chỉ có lão viện trưởng nhạc sơn kiếm huyết hải đao khách bọn họ ba vị long quân hơn nữa bọn họ là muốn đối diện ba vị có bốn viên vô song thánh quả long quân hai vị có ba viên vô song thánh quả long quân không hề nghi ngờ thư viện không có đối kháng lực các ngươi lời vô ích thật nhiều điên hỏa cùng thần căn bản cũng không có bất luận cái gì kiên kỵ tính là là bị bảo thạch sư thần bọn họ trong mơ hồ tạo thành giáp công chi thế, điên hỏa cùng thần vẫn không có bất luận cái gì tri giác, hoặc hắn căn bản là không quan tâm. Lão đầu, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vào lúc này, điên hỏa cùng thần hét lớn một tiếng, oanh một tiếng vang thật lớn, há mồng phun đã tuôn ra một cổ thao thao điên hỏa, cái này một cổ thao thao điên hỏa vừa ra, giống như là huyền thiên hỏa long giống nhau, rít gào đánh đi ra, tại đây huyền thiên hỏa long đánh ra lúc nghe được sinh một tiếng khói xanh bốc lên không gian trong nháy mắt bị cái này đáng sợ điên hỏa phần đốt thành khói xanh không gian sụp xuống như thế giới băng diệt giống nhau sợ đến tất cả học sinh cũng không khỏi hồn phi phách tán thét chói tai không thôi thế nhưng tại đáng sợ như vậy điên hỏa bên dưới bọn họ căn bản là bất lực nếu là thoáng một điểm điểm hỏa tinh rơi xuống nước tại trên người bọn họ có thể đem bọn họ tất cả học sinh đều đốt thành tro bụi oanh 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 từng đợt tiếng sấm bên tai không dứt tất cả học sinh đều sẽ cho rằng như vậy huyền thiên hỏa long giống nhau điên hỏa năng trong nháy mắt đem bách đường đốt đến tan thành mây khói tính là là bảo thạch sư thần bọn họ cũng không khỏi sầm mặt lại điên hỏa cùng thần vừa ra tay chỉ sợ lão viện trưởng muốn đỡ như vậy điên hỏa đó cũng là nhất định phải toàn thân ứng phó bằng không hắn toàn bộ thư viện đều phải tao ương dù sao một chút điên hỏa rơi xuống nước tại trong thư viện, đều có thể đem thư viện thiêu hủy. Oanh, 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 huyền thiên hỏa đang trùng kích không ngừng bên tai, thế nhưng, nhưng không có tất cả trong tưởng tượng cảnh tượng, điên hỏa cũng không có thiêu hủy thư viện, lão viện trưởng cũng không có xuất thủ, trên thực tế, cũng không phải là lão viện trưởng không có xuất thủ, là hắn còn không có thời điểm xuất thủ, điên hỏa liền đã bị người chặn lại. Huyền thiên hỏa lòng giống nhau điên hỏa thẳng oanh mà đến, có thể đốt cháy thiên địa tất cả, thế nhưng, vào lúc này, nhưng không cách nào vượt qua thư viện nửa bước. Các, 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 quét trác tiếng vang lên, vào lúc này, vốn là rất nhỏ xào xạc các quét trác thanh âm lại che lại điên hỏa tiếng sấm. Tại giờ này khắc này, cảnh tượng khó tin xuất hiện, liền tại thư viện trước cửa, tại dưới bậc thang, một lão già, chính nắm cái chổi quét dưới bậc thang từng mảnh một lá rụng. Này từng mảng lá rụng bị hắn từ từ quét thành một đống chính là cái này lão nhân, đứng ở thư viện trước cửa dưới bậc thang, làm điên hỏa oanh kích mà đến thời điểm, dĩ nhiên không thể tiến lên, chỉ có thể dừng ở thư ngoài cửa viện, bậc thang ở ngoài, lão nhân này trước người. Lão nhân này cúi đầu quét lá cây lúc, từng mảnh từng mảnh đất quét, hắn mỗi ra bên ngoài quét một tấc thời điểm, như huyền thiên hỏa long giống nhau điên hỏa đã bị ra bên ngoài quét ra một tấc. Dùng cái chổi đem điên hỏa quét ra đi, không sai, đây là bất luận kẻ nào cũng không dám tưởng tượng sự tình tại giờ này khắc này liền phát sinh ở tất cả người trước mắt điên hỏa sau bất luận cái gì đạo hỏa còn đáng sợ hơn thậm chí sau đạo quân đế quân đại đạo chân hỏa còn còn đáng sợ hơn thế gian không vật có thể chống đỡ được cái này điên hỏa thế nhưng giờ này khắc này điên hỏa cùng thần xì ra điên hỏa lại bị một cái quét trác lão nhân chận lại hơn nữa hắn dùng cái chổi một tấc một tấc ra bên ngoài quét thời điểm Điên hỏa cũng bị quét đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn, thư viện tất cả học sinh đều sợ ngay người, bọn họ đều ngây ngốc mà nhìn trước mắt một màn này, càng là ngây ngốc nhìn cái này quét rác lão đầu. Bởi vì cái quét rác lão đầu, bọn họ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, mỗi ngày hừng đông lúc, cái này quét rác lão đầu đều là đúng giờ vô cùng tới quét trác Thư viện mỗi một đệ tử đều gặp qua cái này quét rác lão đầu, đều biết cái này quét rác lão đầu, thế nhưng đối với mỗi một đệ tử mà nói, đây chẳng qua là bình thường quét rác lão đầu mà thôi. Vào lúc này, nào chỉ là thư viện học sinh xem ngay người, chính là lão viện trưởng, huyết hải đao khách cũng đều xem ngay người, còn bảo thạch sư thần, vũ luân cổ vương, tiễn thánh, luân hồi thành chủ bọn họ cũng giống vậy xem ngẹn hồng nhìn trân trối. Lão viện trưởng xem ngay ngô đó là bởi vì hắn cho tới nay đều là đứng ở trong thư viện, hắn trong sân dài lâu như vậy, chưa bao giờ biết cái này quét lão đầu đầu dĩ nhiên cường đại đến trình độ như thế. Huyết hải đao khách càng là mắt choáng váng. Hắn là thư viện học sinh, hơn nữa, so học sinh bình thường tại thư viện ngây ngô được càng lâu, hắn tại thư viện ngày đầu tiên lên, chỉ thấy qua cái này quét rác lão đầu. Mỗi ngày, hắn sáng sớm khổ luyện đao pháp thời điểm, quét rác lão đầu đều đã rất đúng giờ ở đó trong quét rác, một mảnh lại một phiến lá rụng quét. Vào lúc đó, Huyết hải đao khách cũng nhìn không ra cái này quét rác lão đầu có cái gì chỗ kỳ lạ, cũng không có đặc biệt lưu tâm. Chương 4935, thời niên thiếu, nhân thế xưng vương. Quét rác lão nhân, một tấc một tấc đất quét trên mặt đất lá rụng, hắn chỗ đứng chỗ, chính là không cách nào vượt qua lạch trời, tính là là có bốn viên vô song thánh quả long quân cũng không được. Huyền Thiên Hỏa Long giống nhau điên hỏa sông thẳng mà đến, có hủy thiên diệt địa uy, thế nhưng, theo lão nhân một tấc một tấc đất quét thời điểm, tại hắn cái chỗi bên dưới, Huyền Thiên Hỏa Long thì là một tấc lại một tấc đất lùi bước. Như vậy một màn, xem tất cả học sinh đều chấn động theo ở, tính là là Bảo Thạch sư thần, Vũ Luân cổ vương nhân vật như vậy. Cũng không khỏi là chi nhãn đồng tử thu hẹp. Đồng dạng là đối diện điên hỏa cùng thần nhân vật như vậy, bất kể là Bảo Thạch sư thần vẫn là vũ luân cổ vương, bọn họ cũng không thể như vậy nhẹ nhõm ứng phó, thậm chí không có khả năng nói, tùy tiện cầm một cây chổi là có thể bức lui điên hỏa cùng thần điên hỏa, về phần thư viện học sinh, vậy cũng là hoàn toàn sợ ngay người, đối với mỗi một đệ tử mà nói, bọn họ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cái này quét rác lão nhân, hơn nữa. Hắn mỗi ngày đều là rất đúng giờ, bất luận là cái nào một đệ. Tử, thấy cái này quét rác lão nhân thời điểm cũng không có phát hiện cái gì dị dạng bọn họ cũng không có cảm thấy quét rác lão nhân có cái gì không bình thường chỗ tại tất cả học sinh xem ra quét rác lão nhân chỉ là một bình thường quét rác lão đầu mà thôi đừng nói là hiện nay học sinh không có phát hiện quét rác lão nhân chỗ bất phàm tính là là huyết hải đao khách hắn trước kia thiên phú đủ cao đi hắn ngày qua ngày luyện đao mỗi một ngày quét rác lão nhân đều tại bên cạnh mình đi qua thế nhưng hắn đều giống nhau không có phát hiện cái này quét rác lão nhân chỗ bất phàm Ô, vào lúc này, điên hỏa cuồng thần cũng là cuồng nộ. Điên cuồng hét lên một tiếng, phun nhổ ra điên hỏa trong nháy mắt bão táp, thoáng cái tăng vọt, tại trong chớp nhoáng này, giống như là điên hỏa chiếu nghiêng xuống giống nhau, muốn đem toàn bộ thư viện hủy diệt, khủng bố tuyệt luân, tất cả học sinh thấy như vậy một màn, cũng không khỏi hét lên một tiếng, nếu là bị như vậy điên hỏa bao trùm, chỉ sợ toàn bộ thư viện đều đã bị đốt đốt thành tro. Ở nơi này nguy hiểm vô cùng trong nháy mắt, quét trác lão nhân trong tay cái chổi vung lên, bồng một tiếng vang lên, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, ngập trời điên hỏa, tại trong chấp nhoáng này. Thoáng cái bị vỗ diệt. Trong chớp nhoáng này bị vỗ diệt, là cỡ nào chấn động, chỉ sợ là ngập trời điên phát hỏa, theo quét trác lão nhân trong tay cái chổi vung lên thời điểm, giống như là ánh nến ánh sáng giống nhau, bị đại gió thổi qua diệt. Điên hỏa cùng thần chỗ phúng ra điên hỏa trong nháy mắt bị vỗ diệt sau đó, cả người hắn bị chấn đắc đông 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 liền lùi lại vài bước, thoáng cái huyết khí di động sắc mặt đỏ bừng lên. Quá cường đại. Vào lúc này, tiễn thánh, luân hồi thành chủ, bảo thạch sư thần, vũ luân cổ vương bọn họ cường đại như vậy long quân, cũng không khỏi là sắc mặt đại biến. Một cái quét trác lão nhân, mạnh mẽ như vậy, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Tính là là lão viện trưởng, hắn cũng giống vậy nghĩ không ra, Tại hắn nhóm trong thư viện một vị quét rác lão nhân, dĩ nhiên là cường đại như vậy, bực nào đáng sợ, kinh khủng cỡ nào. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Vào lúc này, chỉ sợ là cuồng Bá vô cùng bảo thạch sư thần đều không được không biến mất tự mình thần thái, ông quyền nói. Trên thực tế, đang hỏi lời này lúc, bảo thạch sư thần, Vũ Luân cổ vương, bọn họ cũng không khỏi ngẩng đầu trông về phía xa liếc mắt thư viện chỗ sâu thiên khung trên quang mang. Vào lúc này bất luận là bảo thạch sư thần vẫn là vũ luân cổ vương hay hoặc giả là ở đây tất cả học sinh cũng không khỏi nghĩ tới một cái truyền thuyết một cái xa xôi vô cùng truyền thuyết trong truyền thuyết thư viện có viễn cổ tối cao tồn tại che chở năm đó thiên đình hạ lệnh thư viện thần phục thời điểm phái ra đại đế cổ đại chinh chiến thế nhưng trong thư viện hạ xuống tối cao tay chém giết đại đế cổ đại chấn nhiếp thiên đình chẳng lẽ nói vị lão nhân trước mắt này chính là trong truyền thuyết vị kia tối cao tồn tại, nếu như là như vậy, vậy hãy để cho bọn họ rút lui. Tính là bảo thạch sư thần, vũ luân cổ vương bọn họ là vô cùng cường đại long quân, cũng giống vậy không đủ nhìn, thế nhưng, lão viện trưởng không cho là như vậy, hắn biết trước mắt vị này quét trác lão nhân, cũng không phải bọn họ thư viện trong truyền thuyết vị kia tối cao tồn tại, cho nên, hắn không khỏi bình hô hấp, nhìn vị này quét trác lão nhân, hắn cũng muốn biết vị này quét trác lai lịch của ông lão. Vào lúc này, tất cả người học sinh cũng đều ngừng thở nhìn quét trác lão nhân, bọn họ mỗi ngày đều thấy quét trác lão nhân, lại có mắt như mù, vỏ bên ngoài che mắt, dĩ nhiên không biết mỗi ngày theo bên cạnh mình đảo qua quét trác lão nhân. Là thâm tàn bất lộ nhân vật vô địch. Vào lúc này, quét trác lão nhân cái này mới chậm rãi ngẩng đầu, quát thước gương mặt ánh vào tất cả mọi người mi mắt. Quét trác lão nhân lúc này mới chậm rãi nhìn Vũ Luân Cổ Vương, bảo thạch sư thần bọn họ liếc mắt, lúc này mới chậm rãi nói rằng, niên đại lâu, người đã già, đã không nhớ rõ họ gì danh người nào. Chỉ có thỉnh thoảng hồi ức, thời niên thiếu, nhân thế xưng vương. Quét trác lão nhân nói như vậy nghe được đặc biệt thoải mái, tự như là ánh mặt trời hòa tan trong thiên địa tuyết động giống nhau, cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Để cho người ta không khỏi cảm thấy toàn thân thư thái. Ở phía xa một mực bên cạnh lặng lặng nhìn tình thế biến thiên lý thất dạ, vào lúc này không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mà ở trang tất cả những người khác, bất luận là lão viện trưởng, vẫn là Vũ Luân Cổ Vương bọn họ, đều trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì cho phải. Thời niên thiếu, nhân thế xưng vương. Một câu như vậy lời, thật đơn giản tám chữ mà thôi, theo quét rác lão trong dân cư nói ra, nghe là bình thường, giống như không có chỗ đặc biệt. Thế nhưng, Tỉ mỹ đi thưởng thức một câu nói này thời điểm, vậy hãy để cho người không khỏi chấn động theo. Tâm thần là kịch chấn. Thời niên thiếu, nhân thế xưng vương. Cái này là như thế nào tồn tại, ít nhất, tại thiếu niên lúc, đã là nổi danh khắp thiên hạ thiên phú không gì sánh kịp. Nhân vật như vậy, đã sống vô số năm tháng, chỉ sợ là so rất nhiều đế quân Long Quân còn phải xa xưa hơn. Một thiếu niên thời gian liền đã xưng vương tồn tại, mà sống vô số năm tháng, cũng không có dừng thọ phanh huyết, cũng không có phủ đầy bụi tại nhân thế giống như là một viên hóa thạch giống nhau, mỗi một ngày mỗi một khắc đều sống ở trong nhân thế, như vậy là cỡ nào thực lực cường đại, là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Quét trác lão nhân cũng không nói gì bất luận cái gì tin tức hữu dụng, tất cả mọi người suy đoán không ra hắn thân phận, tính là là lão viện trưởng, hắn đối với thư viện mỗi một vị cổ tổ đều là rõ như lòng bàn tay, thế nhưng, nhưng không biết vị này quét trác lão nhân đến tột cùng là thân phận cỡ nào, đến tột cùng là như thế nào lai lịch. Trên thực tế, cho đến ngày nay, thư viện vẫn như cũ còn có những thứ khác cổ tổ, thế nhưng, những thứ này cổ tổ đều đã lánh đời không ra, hơn nữa, những thứ này cổ tổ đều là thân phận tôn quý vô song. Nhưng, trước mắt vị này quét rác lão nhân, lại làm cho lão viện trưởng không cách nào tưởng tượng, nếu là một vị vô cùng tôn quý cổ tổ, cũng sẽ không lưu lại thư viện quét rác, hơn nữa, trước mắt vị này quét rác lão nhân, cho tới nay tại thư viện trong cổ tịch cũng không có bất kỳ ghi lại nào điều này cũng làm cho lão viện trưởng ở trong lòng hết sức kỳ quái thậm chí có mấy phần buồn bực vị này quét rác lão nhân đến tột cùng là như thế nào lai lịch đây thời niên thiếu nhân thế xưng vương cái này thật đơn giản một câu nói lại làm cho người hiểu ra vô hạn không khỏi nhiều lần tỉ mỉ thưởng thức không biết xưng hô như thế nào tiền bối vũ luân cổ vương là ở tràng trong mọi người lớn tuổi nhất tồn tại hắn lúc này để xuống tư thái xưng một tiếng tiền bối bởi vì hắn phỏng chừng nếu là cùng hắn cùng thế hệ tồn tại hắn nhất định nhận ra được thế nhưng đối với cái này vị quét rác lão nhân vũ luân cổ vương đều hoàn toàn không biết gì cả vũ luân cổ vương xưng là cổ vương hắn sống được năm tháng đã rất xưa ta đã quên đi rồi tự mình họ gì danh người nào Quét trác lão nhân nhẹ nhàng mà thở dài một cái, khẽ than thở một tiếng, tự như là qua vạn cổ lâu, ngàn vạn năm thời gian, tại hắn vừa phun một hơi thở ở giữa chảy xuôi giống nhau. Quét trác lão nhân nói như vậy, nhất thời nhượng vũ luân cổ vương, bảo thạch sư thần bọn họ cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn họ thần thái đều rất kỳ quái, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng thối lưỡng nan. Vào, chỉ sợ bọn họ liên thủ, đều không phải là trước mắt vị này quét trác lão nhân đối thủ nếu là lui, bọn họ lại không cam lòng đem minh nhân thuyền cứ như vậy chấp tay tặng cho một cái hậu bối. Chúng ta tiên tháp, ném vật báu vô giá, chính là từ thư viện học sinh đạt được, bọn ta đại biểu tiên tháp, đại biểu thiên thần đạo thu hồi, còn xin trước tội thứ lỗi. Cuối cùng, bảo thạch sư thần cắn răng một cái, không muốn lùi bước, hắn chính là muốn dò xét thử một chút vị này quét trác lão nhân đến tột cùng là cường đại đến như thế nào tình cảnh, huống chi, hắn không muốn cứ thế từ bỏ dù sao đối với long quân mà nói bọn họ đều là trải qua vô số sinh tử sóng gió người lại chỗ nào sẽ tùy tiện buông tha huống chi lẫn nhau ở giữa còn không đến mức vật lộn sóng mái tối đa cũng chính là ma dò xét xung đột mà thôi cổ phủ vật không thuộc về các ngươi thiên thần đạo không thuộc về tiên tháp quét trác lão nhân nói cổ phủ đã không ở vậy nó chính là vật vô chủ thuộc về tại người hữu duyên Quét trác lão nhân nói như vậy, bảo thạch sư thần, vũ luân cổ vương bọn họ đương nhiên không như vậy nhận đồng. Lời vô ích quá nhiều. Vào lúc này, điên hỏa cùng thần không nhịn nổi, hắn một đời cùng thần, cứ như vậy bị gạt sang một bên, hắn một đời những người trong thiên hạ đều run rẩy cùng thần, quét trác lão nhân đều không nhiều liếc hắn một cái, điên hỏa cùng thần nhất thời thoáng cái phát điên, thoáng cái phát điên hơn. Lão đầu, bản thần muốn xem ngươi mạnh cỡ bao nhiêu, ăn ta một chiêu. Vào lúc này, điên hỏa cùng thần phát cuồng, điên cuồng hét lên nói, điên cuồng chi nhãn, theo điên hỏa cùng thần gầm lên giận dữ bên dưới. Hắn cặp mắt trong nháy mắt phun đã tuôn ra ngọn lửa, hắn cặp mắt thoáng cái bốc cháy lên. Theo điên hỏa cùng thần hét thảm một tiếng thời điểm, nghe được oanh, 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 hắn cặp mắt trong nháy mắt bắn ra vô số ánh lửa, mỗi một ánh lửa đều là cuồng loạn vô cùng điên hỏa, hơn nữa, vào lúc này, theo hắn cặp mắt chỗ phun ra cuồng loạn điên hỏa, sau vừa mới từ miệng bên trong chỗ phun ra ngoài điên hỏa không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần mỗi một đạo điên hỏa phun ra lúc đi ra liền có thể dung thiên đất luyện vạn đạo trong nháy mắt phun ra vô số đạo đáng sợ như vậy điên hỏa lúc uy lực kia bực nào cường đại tại trong chớp nhoáng này toàn bộ thiên địa đều thoáng cái bị hòa tan thành đỏ bừng giống nhau giống như là toàn bộ thiên địa toàn bộ thời không đều giống như bị hòa tan thành sắt thép nước giống nhau ở đây tất cả sinh linh đều muốn trong nháy mắt tan thành mây khói giống nhau. Chương 4936, một cái cái chổi liền vô địch. Điên cuồng chi nhãn, làm mỗi một án lửa cắt bầu trời thời điểm, bầu trời đều bị đốt cho, ngôi sao ngã xuống, như vậy điên cuồng chi nhãn, tại một vị có bốn viên vô song thánh quả long quân thi triển ra, quy lực tuyệt luân, trước mắt một màn này, giống như là tận thế giống nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa lõm xuống, liền trong chớp mắt này ở giữa, làm điên cuồng chi nhãn muốn hủy diệt toàn bộ thư viện thời điểm, quét trác lão nhân trong tay cái chổi vung, toàn bộ thiên địa tự như là lõm lúng xuống dưới giống nhau. Khi theo cái chổi vung lúc, toàn bộ thiên địa tự như là là hóa thành đại đạo đầm nước, hóa thành đại đạo mênh mông, lại tự như là đại đạo ao đầm, bất luận là đại đạo chân hỏa, vẫn là điên cuồng hỏa, vừa rơi vào như vậy đại đạo trong ung dương đại đạo trong ao đầm đều đã trong chớp mắt này ở giữa bị tắt trong chớp mắt này ở giữa bị vững vàng hút vào vào giờ khắc này điên hỏa cùng thần điên cuồng chi nhãn bắn ra thao thao bất tuyệt điên cuồng hỏa điên cuồng oanh tạc mà xuống muốn đem toàn bộ thư viện hủy diệt muốn đem toàn bộ thiên địa đốt cháy được tan thành mây khói thế nhưng quét rác lão nhân cái chổi vung ra thời điểm toàn bộ thiên địa đều tự như là đại đạo ao đầm đại đạo như đại dương mênh mông, vững vàng hút vào điên cuồng hỏa, hơn nữa, điên cuồng hỏa rơi vào như vậy đại đạo trong ung dương, cũng là trong nháy mắt tắt. Ở nơi này dạng quyết đấu trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa trong chớp mắt này ở giữa tự như là hóa thành đứng im, bất luận là đánh túi bụi bên dưới điên cuồng hỏa, vẫn là quét trác lão nhân vung ra cái chổi, hay hoặc là điên hỏa cùng thần biểu tình dữ tợn, vào lúc này, đều là rõ ràng rành mạch, mỗi một chi tiết nhỏ, đều vô cùng rõ ràng đất hiện ra ở tất cả nhân diện trước. Vô cùng rõ ràng. Trong chớp mắt này ở giữa thời không tự như là đình chỉ giống nhau. Ở nơi này dừng lại trong nháy mắt, nhượng Bảo Thạch Sư Thần, Vũ Luân Cổ Vương, Tiễn Thánh, Luân Hồi Thành Chủ thấy được cơ hội. Động thủ, tại trong chớp nhoáng này, Bảo Thạch Sư Thần rít gào một tiếng, há miệng, hóa thành một đầu thật lớn vô cùng sư tử thần, vào giờ khắc này, thiên khung trên mền mộng tình không vô tận bên trong vô số ngôi sao, đều tự như là hóa thành một đầu lớn vô cùng sư tử. Cái này một đầu lớn vô cùng sư tử, tại trong chấp nhoáng này, há mồm cắn nuốt toàn bộ thiên địa. Bảo thạch sư thần, đột nhiên làm khó dễ, xuất động thủ trước, mục tiêu của hắn không phải là quét trác lão nhân, mà là đánh chết bạch thiểu kim, một kích quy lực vô hạn, hơn nữa tốc độ không gì sánh kịp. Mà ở bảo thạch sư thần động thủ trong nháy mắt, tiễn thánh, luân hồi thành chủ, Vũ Luân Cổ Vương đều ở đây trong nháy mắt xuất thủ, xuất thủ công về phía quét trác lão nhân, bọn họ là tại yểm hộ bảo thạch sư thần, muốn cho bảo thạch sư thần trong nháy mắt cướp đoạt minh nhân thuyền, sau đó cực nhanh lui lại, cũng không có làm quá nhiều dừng lại dự định, cũng không nghĩ tới đánh lâu. Cho nên, tại đây tia lửa điện quang ở giữa, tiễn thánh chính là kéo thiên địa làm một tiễn, một mũi tên vô cùng thôi sáng, vô tận tinh quang đều gắn kết ở tại hắn một mũi tên này trên, vạn đạo là dây, thiên địa là tiễn, tại trong chấp nhoáng này, tiễn thánh kéo tiễn ra, oanh, một tiếng vang thật lớn, một mũi tên bắn ra thời điểm, thiên địa di chuyển, vạn vực vỡ, một mũi tên phá thiên diệt đất, luân hồi thành chủ cũng là gào to một tiếng, chính là ba viên vô song thánh quả phun đã tuôn ra. Thao thao bất tuyệt tối cao đại đạo, thánh quả hóa long quân đại đạo, phía sau hắn cự luân tương giao hợp lại cùng nhau. Tùy theo, oanh, nổ bên dưới, chỉ thấy cự luân từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập xuống cự luân sắp nhập vào ba cái tối cao thánh quả đạo ông lấy vô cùng nặng đập một cái mà xuống vỡ đại địa vỡ ngôi sao như vậy một vòng nền xuống có thể đem toàn bộ nghìn vạn dặm lãnh thổ đập đến đập tan như vậy một kích băng diệt một cái cương quốc tàn sát một cái đại giáo tí toàn bộ không phải là cái gì vấn đề cùng lúc đó vũ luân cổ vương lệ quát một tiếng hai cánh của hắn một cái che khuất thiên địa tùy theo nghe được công công chen kiếm minh không ngừng bên tai chỉ thấy hắn thiên thiên vạn vạn quan vũ tại trong chớp nhoáng này hóa thành thiên thiên vạn vạn thần kiếm mỗi một đạo thần kiếm đều tự như là dãy núi thô to tùy theo tại kiếm minh bên tai không dứt bên dưới nghe được oanh 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 nổ trời đất quay cuồng đại địa bị đánh trúng đập tan vào giờ khắc này vũ luân cổ vương tất cả quan vũ đều hóa thành vô số thần kiếm mang ngập trời vô song thánh quả đại đạo đánh giết hướng muốn vạn kiếm xuyên tim muốn đem quét trác lão nhân trong nháy mắt đánh giết tại tại chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, năm vị Long quân đồng thời xuất thủ, mang hủy thiên diệt địa uy lực đánh giết hướng về phía quét trác lão nhân, như vậy một kích, tự như là có thể đánh vỡ toàn bộ thiên địa. Hủy diệt toàn bộ thư viện. Tại như vậy hãy thế một kích bên dưới, toàn bộ thư viện đều giống như là tại kinh đào hải lãng bên dưới một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt, tại như vậy cùng phong bạo vũ bên trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá tan thành từng mảnh vào giờ khắc này tất cả ở đây học sinh đều là thét chói tai không ngừng cũng cảm giác mình dường như con kiến hôi giống nhau căn bản là không thể động đậy liền cơ hội phản kháng cũng không có liền tại năm vị long quân một kích trí mạng trong nháy mắt thiên địa đem khoảnh thư viện đem diệt tất cả học sinh đều bị sợ vỡ mật tè ra quần ở nơi này tia lửa điện quang ở giữa quét rác lão nhân vung lên ra cái chổi kéo thiên lên, cái chổi lên, vạn đạo hưng, thư viện quang mang thôi sáng, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Ngay một khắc này, nghe được, ô, một tiếng rồng gầm tiếng vang lên, chỉ thấy theo quét rác lão nhân cái chổi kéo thiên lên trong nháy mắt, vốn là dùng tới quét rác cái chổi, vào giờ khắc này, hóa thành lớn vô cùng chân lông, chân lông khí tức liên tục vô hạn, thao thao bất tuyệt, có nghiêng nắp thập phương xu thế, tại quanh, quanh oanh nổ vang bên tai không dứt trùng kích trong tiếng lòng tức quét ngang cửu thiên thập địa toàn bộ hạ tam châu cũng vì đó lay động không thôi ngay một khắc này chân long bàn thiên chặn điên hỏa cùng thần điên cùng hỏa luân hội thành chủ cự luân tiễn thánh phá thiên một mũi tên vũ luân cổ vương vạn kiếm xuyên tim trong chớp mắt này ở giữa chân long bàn thiên bất luận là thế nào cường đại điên cùng hỏa bất luận là cự luân như thế nào cùng đập mà xuống lại không luân như thế nào vạn kiếm diệt đất đều công không phá được chân lông bàn thiên nguy nga bất động dao động tại chân lông bàn thiên lúc thiên địa lớn hơn nữa cũng không có chân lông lớn thiên địa cao hơn nữa đều tại chân lông bên dưới hơn nữa lộ ra là nhỏ bé như vậy lăng tùy theo quét rác lão nhân quát một tiếng cái chổi quét ngang ra nghe được ô lông tức tiếng vang lên chân lông vẫy đuôi lớn vô cùng chân lông một cái đuôi rồng quét ngang ra, quét ngang ngàn tỷ dặm. Như vậy một cái đuôi rồng quét ngang ra, đảo qua một cái lúc, nhật nguyệt ngôi sao, thiên địa sơn hà, đều tự như là bụi bậm giống nhau, có thể đảo qua diệt, đều có thể trong chớp mắt này ở giữa, không còn tồn tại. Âm, 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 vỡ nát không ngừng bên tai, ở nơi này đảo qua một cái lúc, điên hỏa băng diệt. Cự luân văn tung tóe, vạn kiếm đập tan tính là là như phía chân trời ngôi sao biến thành vô cùng to lớn sư tử thần, cũng đều trong nháy mắt bị sớm bị băng diệt đập tan. Tại âm, nổ bên dưới, bất kể là điên hỏa cùng thần điên cùng chi nhãn, vẫn là vũ luân cổ vương vạn kiếm xuyên tim, đều thoáng cái bị đánh trúng đập tan. Tại âm, trong tiếng, điên hỏa cùng thần, bảo thạch sư thần, vũ luân cổ vương, tiễn thánh, luân hồi thành chủ, năm vị long quân trong nháy mắt bị quét bay ra ngoài, bay ngang đến bên ngoài 10 triệu dặm, đang bị quét bay ra ngoài trong nháy mắt, nghe được răng rắc, xương bể nát thanh âm. Bọn họ đều là qua một tiếng máu tươi cùng phúng, dường như giống như sao băng, rơi tại bên ngoài 10 triệu dặm, đánh nát ngọn núi. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa yên lặng, thư viện, vẫn là thư viện, thư viện sáng sớm, là như vậy yên tĩnh, vũ khí lượng lờ, từng mảnh một hoàng dịp nhau nhau hạ xuống, toàn bộ thư viện tràn đầy ý thơ. Thế nhưng, nhìn giờ này khắc này thư viện lúc lại có ai có thể tưởng tượng, trước đó, thư viện chính là là sắp sụp diệt giống nhau, tại điên cuồng chi nhãn, vạn kiếm xuyên tim, sư tử thần rít gào, một chiêu lại một chiêu sát chiêu bên dưới. Toàn bộ thư viện sẽ phải tan thành mây khói giống nhau. Thế nhưng, quét trác lão nhân một cái cái chổi, quét điên hỏa vạn kiếm, vô cùng cường đại năm vị long quân không địch lại một cái cái chổi, như chân long vẫy đuôi giống nhau cái chổi, trong nháy mắt đem bọn họ quét bay ra bên ngoài 10 triệu dặm năm vị long quân không địch lại một vị quét rác lão nhân nói như vậy nói ra để cho người ta không thể tin được năm vị long nhóm khuynh lực một kích đều bị một vị quét rác lão nhân một cái cái chổi đánh bay nghìn vạn dặm chuyện như vậy cái nào sẽ tin tưởng như vậy vô địch một kích trên đời ở giữa còn có ai có thể làm được phóng nhãn toàn bộ hạ tam châu chỉ sợ là cường đại nhất toàn bộ hạ tam châu đã vô địch ly ẩn đế quân cũng giống vậy làm không được nha trong khoảng thời gian ngắn tất cả học sinh cũng không khỏi ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này long quân mạnh tại rất nhiều học sinh trong lòng đã là vô địch thế nhưng năm vị long quân khuynh lực một kích đều không cùng bọn họ thư viện quét rác lão nhân quét rác lão nhân chỉ là cái chổi vung lên liền đánh bại bọn họ năm vị long quân đem năm vị long quân đánh bay nghìn vạn dặm đây đối với thư viện tất cả học sinh mà nói bọn họ mỗi một ngày đều có thể thấy quét rác lão nhân bọn họ lại không biết mình bên cạnh mỗi ngày quét trát lão nhân thật không ngờ cường đại khủng bố như vậy điều này làm cho mỗi một đệ tử là như thế nào cảm tưởng vào lúc này thư viện học sinh cũng đều thoáng cái ý thức được vì cái gì tại đây trăm nghìn vạn năm bất luận là bất luận cái gì tu sĩ mạnh mẽ bất luận là như thế nào vô địch đế quân đạo quân đến thư viện cầu học lúc vậy cũng là lấy thân phận học sinh đứng ở du học cung cũng không có tại trong thư viện khí thế lớn người đây chính là thư viện không chỉ là có hải nạp bách xuyên lòng dạ, càng là có nhân thế không có có bất kỳ thế lực nào có thể trung chuyển tồn tại. Vào lúc này, đừng nói là học sinh, tính là là lão viện trưởng, huyết hải đao khách bọn họ đều giống nhau xem ngay người, trong khoảng thời gian ngắn đều chưa tỉnh hồn lại. Ngay một khắc này, một thân ảnh vô thanh vô tức đến gần rồi tiễn vân vận, tiễn vân vận đứng ở lý thất dạ bên cạnh. Nhà đầu, theo ta đi liền tại cái thân ảnh này vô thanh vô tức tới gần tiễn vân vận thời điểm, tiễn vân vận còn chưa có lấy lại tinh thần, trong nháy mắt đã bị người này khống chế được. Người này không là người khác, chính là thần chiếu quốc Thái Hậu, nàng không biết lúc nào chạy vào thư viện, tất cả người thất thần thời điểm, nàng đã đến gần rồi tiễn vân vận, tiễn vân vận còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt đã bị thần chiếu Thái Hậu khống chế được, không thể động đậy. Vào lúc này, tiễn vân vận muốn há mồm kêu to, muốn kêu cứu, nhưng nàng mới phát hiện, tự mình một điểm thanh âm đều không phát ra được. Chương 4937, ức trước kia, cao chót vót năm tháng. Âm, một tiếng vang lên, thoáng cái đem học viện tất cả mọi người giật mình tỉnh lại, tại vừa mới tất cả mọi người đờ ra thời điểm, trong chớp mắt này ở giữa, một bóng người đột nhiên nặng nề mà nền xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu, tại răng rắc thanh âm âm vang lên lúc chỉ thấy mặt đất xuất hiện từng đường khe hở cái này bị nặng nề mà đập xuống đất người há mồm qua một tiếng cùng phúng một ngụm máu tươi mắt nổ đom đóm phát quang lộn xộn dáng dấp là hết sức chật vật thần chiếu quốc thái hậu tại phục hồi tinh thần lại sau đó có học sinh lập tức nhận ra cái này đột nhiên bị đập xuống đất người tất cả mọi người không có thấy rõ ràng vị này thần chiếu quốc thái hậu một vị có hai khỏa thánh quả long quân vì sao sẽ đột nhiên bị nặng nề mà nền xuống đất vì sao sẽ không có chút nào phản kháng lực đất bị người đập đến thổ huyết tại vừa mới mọi người thất thần thời điểm cũng không có thấy rõ ràng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì thần chiếu quốc thái hậu không sai tại vừa mới đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở tiễn vân vận người bên cạnh chính là tam nguyên đạo thần chiếu quốc thái hậu nàng đột nhiên khống chế được tiễn vân vận muốn nhân cơ hội mang đi tiễn vân vận tiễn vân vận bị phong ở sau đó, căn bản là không thể động đậy, thậm chí ngay cả lên tiếng gọi cũng không thể, có thể nói, đối với thần chiếu quốc Thái Hậu mà nói, muốn thần không biết quỷ không hay mang đi tiễn vân vận là không có bất luận cái gì chuyện khó khăn. Thế nhưng, nàng lại bỏ quên vẫn đứng tại tiễn vân vận bên người Lý Thất Dạ, tại thần chiếu quốc Thái Hậu muốn dẫn đi tiễn vân vận thời điểm. Lý thất giả dạ tiện tay liền đem thần chiếu quốc Thái Hậu thoáng cái nặng nề mà nền xuống đất thật sự đem nàng từ trên không trung nện xuống đem thần chiếu quốc thái hậu đập đến thổ huyết thần chiếu quốc thái hậu thoáng cái bị lý thất giả đập đến thổ huyết điều này làm cho tự mình kinh lịch toàn bộ quá trình tiễn vân vận miệng há thật lớn bị rung động trong khoảng thời gian ngắn đều không phản ứng kịp bị rung động nào chỉ là tiễn vân vận thần chiếu quốc thái hậu tức thì bị chấn động được không gì sánh kịp nàng là một vị có hai khỏa vô song thánh quả long quân tự mình thực lực nàng có thể không biết mình mạnh cỡ bao nhiêu a à nàng có thể nhẹ nâng dễ đất khống chế được tiễn vân vận. Thế nhưng, người khác muốn khống chế được nàng vị này có hai khỏa vô song thánh quả long quân, vậy khó khăn. Nhưng mà, liền tại nàng muốn mang đi tiễn vân vận thời điểm, nhưng trong nháy mắt bị lý thất dạ xoay lên, hung hăng ném ở trên không lên, nặng nề mà nền xuống đất. Nàng một vị có hai khỏa vô song thánh quả long quân, bị người xoay lên lúc, dĩ nhiên mảy may sức phản kháng cũng không có, căn bản là không thể động đậy, chỉ có thể là con ngươi mở mắt mở mắt mà nhìn mình bị lý thất dạ hung hăng nền xuống đất bị nặng nề mà đập xuống đất đem mặt đất đều đập ra một cái hố sâu hoảng sợ lúc thần chiếu thái hậu đã không để ý tới tự mình chính là y quan không ngay ngắn bò dậy vô cùng chật vật xoay người bỏ chạy vọt đi như cùng là chó nhà có tan giống nhau đã xảy ra chuyện gì vào lúc này tất cả mọi người xem bối rối không chỉ là trong thư viện tất cả học sinh tính là là lão viện trưởng, nhạc sơn kiếm bọn họ đều thoáng cái xem bối rối, mọi người cũng không biết vì sao thần chiếu thái hậu sẽ đột nhiên bị người hung hăng đập xuống đất, là ai đem nàng như vậy một tôn long quân nặng nề mà đập xuống đất. Tại trong chấp nhoáng này, quét trác lão nhân bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt hướng lý thất dạ nhìn lại, trong nháy mắt thấy được lý thất dạ. Vừa nhìn thấy lý thất dạ, quét trác lão nhân như bị sét đánh giống nhau, không dám tin vào hai mắt của mình chỉ sợ là vô địch như hắn, cũng không khỏi cho là mình có phải hay không hoa mắt, thế nhưng, lần thứ hai nhìn kỹ, xác thực là thấy rõ là lý thất già. Dạ. Quét trác sắc mặt lão nhân biến đổi, xoay người rời đi, không có lại dừng lại. Tiền bối, vào lúc này, trong thư viện tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, lão viện trưởng càng đối với quét trác lão nhân quát to một tiếng, thế nhưng, quét trác lão nhân trong nháy mắt liền biến mất. Hắn muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. Lý thất dạ nhìn quét trác lão nhân đi xa bóng lưng, không khỏi nhàn nhạt cười cười. Vào lúc này, lão viện trưởng chỉ có thể là nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói rằng: Lánh đời kỳ nhân, không phải là chúng ta có khả năng phỏng đoán. Lão viện trưởng, làm một vị có bốn viên thánh quả long quân, đã là cường đại vô cùng, thế nhưng cùng quét trác lão nhân vừa so sánh với, hắn chẳng qua là tiểu bối mà thôi. Về phần trong thư viện học sinh, vậy thì càng không cần nhiều lời, bọn họ xem ra quét trác lão nhân, nào chỉ là ẩn thế cao nhân, đã là trên đời vô địch cao nhân rồi. Hơn nữa như vậy một cái cao nhân, mỗi ngày tại trước mặt bọn họ quét trác, bọn họ là hoàn toàn không biết gì cả, nghĩ tới chỗ này cũng không biết nhượng nhiều ít học sinh xấu hổ, cũng không biết có bao nhiêu học sinh là tiếc hận. Đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Vào lúc này, lão viện trưởng phục hồi tinh thần lại, hướng huyết hải đao khách ông quyền, nói rằng, đạo hữu đại ân, thư viện vô cùng cảm kích. Huyết hải đao khách đầu đội nón sắt, thấp lông mày, lạnh lùng nói rằng, viện trưởng khách khí. Nhìn lạnh lùng huyết hải đao khách, lão viện trưởng không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Cuối cùng, hắn là nhẹ nhàng mà nói rằng, nếu là không ngại, ngươi có thể gọi ta một tiếng sư huynh. Lão viện trưởng một câu như vậy lời nói ra, nhất thời nhượng ở đây tất cả học sinh hai mặt nhìn nhau, sớm đã có nghe đồn nói, huyết hải đao khách chính là xuất thân từ thư viện thế nhưng thư viện vẫn luôn không có thừa nhận nhưng mà rất nhiều đại nhân vật đều suy đoán huyết hải đao khách là bị trục xuất thư viện hôm nay xem ra nghe đồn là sự thật ít nhất huyết hải đao khách xác thực là xuất thân từ thư viện điểm này xác thực là không có sai hơn nữa huyết hải đao khách chính là cùng lão viện trưởng cùng thế hệ thậm chí có thể là lão viện trưởng sư đệ đối với lời của lão viện trưởng Quyết hải đao khách trầm mặt một chút, cuối cùng, không người, không có nói nữa bất luận cái gì lời, liền xoay người phiêu nhiên đi. Nhìn huyết hải đao khách bóng lưng, lão viện trưởng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, không có nói giữ lại. Đa tạ viện trưởng, đa tạ đại sư huynh. Vào lúc này, Bạch Thiểu Kim hướng viện trưởng cùng nhạc sơn kiếm đại bái, cảm kích vô cùng, nếu không phải nhạc sơn kiếm, lão viện trưởng lực bảo đảm hắn, chỉ sợ cái mạng nhỏ của hắn đã chơi xong lão viện trưởng nhìn Bạch Thiểu Kim. Nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, ngươi kim gia cùng thư viện cũng là hữu duyên, thì phi sự tình, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lão viện trưởng nói như vậy, nhưng không ít học sinh cũng không khỏi là một trong giật mình, rất nhiều học sinh đều biết Bạch Thiểu Kim, thế nào lão viện trưởng nói hắn là xuất thân từ kim gia đây. Đệ tử Minh Bạch Bạch Thiểu Kim cũng không nói thêm cái gì, đối lão viện trưởng cùng nhạc sơn kiếm lại một lần nữa đại bái. Lúc này, không ít học sinh cũng đều nhao nhao tán đi, tất cả mọi người không khỏi thấp giọng nghị luận. Không ít học sinh cũng vì đó trầm mặt, đặc biệt thiên thần đạo học sinh, đều không dám lên tiếng nữa. Trước đó, thiên thần đạo học sinh vẫn là mười phần phấn khích, lòng có ngạo khí, cái này không chỉ là bọn họ tự cho là mình xuất thân cao quý, tự mình xuất thân thiên thần đạo chính là thực lực hậu hùng vô cùng, có thể ngạo thì thiên hạ bất kỳ môn phái nào truyền thừa cũng càng là bởi vì hắn bọn họ phía sau có bảo thạch sư vương vũ luân cổ vương cường đại như vậy vô cùng long quân chỗ dựa lúc này mới sứ cho bọn họ cả gan làm loạn thế nhưng lúc này đây thư viện quét rác lão nhân vừa ra tay một cây chổi liền đem bảo thạch sư thần vũ luân cổ vương bọn họ như vậy vô song long quân quét bay nghìn vạn dặm lần này liền đã kích thiên thần đạo học sinh dáng vẻ bệ vệ để cho bọn họ minh bạch thư viện chính là tàn long ngọa hổ đất, tại đây trong thư viện, là long cũng phải cuộn lại, là hổ, cũng phải đang nằm. Thử nghĩ một hồi, tại đây trăm nghìn vạn năm ở giữa, nhiều ít vô địch hàng người, bọn họ cả đời bực nào tiếu ngạo thiên hạ, cả đời bực nào tung hoành khắp nơi, thế nhưng, đi tới thư viện, cũng đều là ngoan ngoãn cầu học. Chờ ta đi. Vào lúc này, Lý Thất Dạ phân phó tiễn vân vận một tiếng. Sứ phiêu nhiên đi. Tiễn Vân vẫn còn chưa có lấy lại tinh thần, cũng không biết Lý Thất Dạ muốn đi làm gì, Lý Thất Dạ đã biến mất rồi. Tại hậu sơn ở giữa, ngọn núi trong mây, gió mát từ từ thổi tới, phóng tầm mắt nhìn tới, chính là dãy núi Phập Phòng, xa xa, chính là thư viện nghìn dặm Giang Sơn, bao là hùng vĩ vô cùng. Quét trác lão nhân nhìn nhìn dặm Giang Sơn, trong khoảng thời gian ngắn, tầm tư lăn lộn, trong lúc vô tình, ký ức đem hắn mang về xa xôi vô cùng thời đại ở đó xa xôi vô cùng thời đại, thư viện, không gọi thư viện, nó gọi thiên thần thư viện. Đó là một thiên tài xuất hiện lớp lớp thời đại. Ở đó một thời đại, rộng lớn mạnh mẽ, vô số thiên tài bối xuất, tự như là quần tinh giống nhau tại thời đại kia, hắn cũng là trong đó một cái, hơn nữa còn là cao cấp nhất một cái, thiếu niên xưng vương, bực nào thần thái phấn khởi, bực nào thiếu niên đắc chí. Tại thời đại kia, có thể nói là bọn họ những thứ này thiên tài tuyệt thế thời đại chỉ điểm giang sơn chỉ trích phương tù mãi cho đến về sau gặp một cái người lý thất dạ năm tháng vô cùng xa xôi thế nhưng lại cực kỳ rõ ràng hắn đã không phải là người thiếu niên kia cũng không có xa xôi năm tháng lúc hăng hái tuy rằng hôm nay hắn so thiếu niên lúc hắn không biết cường đại rồi nhiều ít hôm nay hắn so thiếu niên hắn không biết cơ trí nhiều ít hôm nay hắn so thiếu niên ít, không biết lĩnh ngộ nhiều ít. Thế nhưng, đi qua cuối cùng là đi qua, thiếu niên hồi ức, lại một lần nữa lên, luôn luôn muốn người không khỏi hoài niệm hăng hái thời đại. Tại thời đại kia, tràn đầy tất cả ước mơ, tự hồ, tương lai hết thảy đều là có vô hạn khả năng. Lại quay đầu, tại xa xôi trong năm tháng, hắn cũng thật là có qua rất nhiều, cũng từng là đứng ngạo nghễ tại đỉnh trên đỉnh, tại thời đại thiếu niên nhìn về phía trước thời điểm. Hắn đích xác là có vô hạn khả năng. Thế nhưng, thời gian biến thiên, năm tháng qua đi, theo một cái lại một thời đại đi qua, hắn cũng là mất đi rất nhiều, người bên cạnh mình đã từng bằng hữu, hậu thế. Một cái lại một cái đều mất tại nhân thế ở giữa, thời gian qua đi, cuối cùng, tại đây mịt mờ nhân thế ở giữa, chỉ để lại chính hắn. Một cái đứng ở đỉnh vương giả, một thiếu niên xưng vương thiên tài, hôm nay, hắn chỉ là một quét rác lão nhân mà thôi năm tháng dằn dặt, kèm theo hắn, chỉ có cây chổi. Đã qua năm tháng, đã quá xa vời, hắn đều nhanh quên mất, thế nhưng, tới thẳng tại vừa mới thời điểm. Hắn thấy được cái đó vô cùng quen thuộc cái bóng, cho là cả đời này lại cũng không có khả năng tái kiến tồn tại, lý thất dạ. Chương 4938, Đại Thế Như Bạn, Duy Ta Nắm, năm tháng chuyện cũ tại trong trí nhớ lăn lộn thời gian quá xa vời đã từng hết thảy đều là trở nên mơ hồ thế nhưng hiện tại lại là rõ ràng chuyện cũ xa vời nhớ lại đi qua đủ loại thế nhưng hôm nay hết thảy đều đã biến mất ở tại mưa bụi bên trong tỉnh hồn lại thời điểm quét rác lão nhân không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng liền tại quét rác lão nhân tỉnh hồn lại thời điểm hắn tâm thần chấn động bỗng nhiên xoay người quát lên cái nào quét trác lão nhân quay người lại, thấy phía sau cách đó không xa đã đứng một cái người, Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ, liền đứng ở nơi đó, bình tĩnh vô cùng, giống như hắn vẫn luôn đứng ở nơi đó giống nhau, là lúc nào, quét trác lão nhân hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn không có chỗ xét, điều này làm cho hắn tâm thần đại chấn. Dù sao, cường đại như quét trác lão nhân, nhân thế đã cực ít có người dựa vào hắn gần như vậy hắn lại hoàn toàn không có chỗ xét quét trác lão tâm thần người chấn động lúc, không khỏi lui về sau một bước, thần thái biến đổi, nhìn chầm chầm lý thất dạ. Lý thất dạ nhìn quét trác lão nhân, nhàn nhạt cười cười, nói rằng, năm tháng dặn dặc nguyên lai là cố nhân. Quét trác lão nhân há mồm muốn nói, nhưng, trong khoảng thời gian ngắn nói không nên lời. Cố nhân, hai chữ, là rất có chú ý, rất có phẩm vận. Muốn nói đi, hắn cùng với lý thất dạ là cố nhân không? đặt ở hắn cùng với Lý Thất Dạ gặp nhau niên đại, bọn họ cũng không phải cố nhân, dù sao, bọn họ cũng coi là địch nhân, thế nhưng, năm tháng dằn dặt, thời gian qua vô số, hôm nay lại quay đầu xem, năm đó người, đã không còn ở trong nhân thế, chuyện năm đó, cũng đều tan theo mây khói. Năm đó cưu hận, tại khi đó mà nói, có thể sẽ giết cái người chết ta sống, thế nhưng, hôm nay, trăm nghìn vạn năm. Hết thảy đều đã biến mất ở mưa bụi bên trong, bọn họ đã từng chỗ người quen biết, đã không có mấy cái vẫn như cũ sống ở trong nhân thế. Lại quay đầu, trăm nghìn vạn năm sau đó, có thể lại một lần nữa gặp nhau, nhân thế chỉ có nhận thức người, lại nói tiếp, cái này cũng đích xác là cố nhân. Như không ngại, gọi ta một tiếng công tử. Lý thất dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Quét trác lão nhân không khỏi hít vào một hơi thật dài, vào lúc này, tâm tính cũng là công chính bình hòa, hết thảy đều đã tan thành mây khói, đã qua ân oán tình cừu đều đã không trọng yếu. Quét trác lão nhân nhẹ nhàng cúi đầu. Nói rằng, công tử đường xa mà đến, ngồi xuống uống chén trà thô như thế nào? Lý thất dạ cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, lạnh nhạt nói, ngàn vạn năm sau gặp cố nhân, một chén trà thô, gì cũng đủ đây. Quét trác lão nhân cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói rằng, vậy ba năm bình. Nhất tiếu mẫn ân cừu, đi qua, chung quy cũng làm cho nó đi qua, hết thảy đều trở nên không đủ thành đạo, ngàn vạn năm sau gặp cố nhân, cái này duyên phận đã đủ rồi. Lão dưới cây, bàn đá trước, bày quân cờ đen trắng, quét rác lão nhân nấu lên một bầu sôi sùng sục nước nóng, ném lên kỳ lá tử nhị thần trà. Theo hương trà phiêu mở thời điểm, tự như là thần tiên nhàn thoại. Lý Thất Giả dạ tại rút chuẩn bị quân cờ đen trắng, quét rác lão nhân là Lý Thất Giả dạ rót đầy một chén, hương trà lượng lờ. Để cho người ta nghe ngóng quên thần Lý thất và tinh tế thưởng thức Cuối cùng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch Không khỏi khen Tốt một chén quên thần Một chén xuống bụng Nhân thế đều tiêu tan thành mây khói Trà ngắt tại đoạn thiên đỉnh cao Nhận cửu giới chuyển sương Chỉ tiếc đại sau tai nạn Đã tuyệt tích Quét rác lão nhân cũng không khỏi mỉm cười nói Đối với bọn hắn nhân vật như vậy mà nói Trà ngon Đương nhiên là cùng cố nhân uống một hơi cạn sạch lý thất dạ cũng không khỏi vừa cười vừa nói trà là trà ngon cố sự cũng là tốt cố sự chỉ là không có nghĩ đến ngươi lưu tại thư viện quét trác lão nhân không khỏi cảm khái nói rằng cũng từng là có qua vô tận phồn hoa nhưng cuối cùng là quy về kết thúc vạn thế đi qua đều không khôi phục tồn chỉ có thư viện còn có loáng thoáng cái bóng không khỏi dừng chân có thể nơi đây còn có chút nhà mùi vị đi như vậy nhẹ nhàng nói rằng tới cỡ nào để cho người ta chấn động, để cho người ta suy nghĩ sâu xa lúc, trong lòng có nói không hết buồn vô cớ. Có nói không hết cảm xúc. Như quét trác lão nhân cái này giống nhau, thiếu niên xưng vương, vô địch nhân thế, về sau càng là đại đạo càng là đột phá bình cảnh, đứng ở đỉnh trên đỉnh. Tại cuộc đời hắn đứng ở đỉnh trên đỉnh thời điểm, có thể nói là chúa tể một vùng thế giới, chính là tột bậc giống nhau tồn tại, nói ra tức phát, môn hạ có môn độ tử tôn thiên thiên vạn vạn, có thể nói là vô tận phồn hoa, vô tận quyền thế. Thế nhưng, vô tận trong năm tháng, cuối cùng là sẽ kết thúc, tại xa xôi trong năm tháng, người bên cạnh cuối cùng là một cái lại một cái mất đi, một cái lại đi một lần tự mình đi. Bất luận là tự mình chỗ thích người, vẫn là thích tự mình người. Cuối cùng, đều biến mất ở trong nhân thế, tại năm tháng khá dài trong, cuối cùng chỉ còn lại có tự mình một người, di thế độc lập. Lại quay đầu lúc, nhân thế tất cả phồn vinh hết thảy quyền thế chỉ cuối cùng chẳng qua là nhất thời mà thôi cùng mình cũng không nhiều ít quan hệ hết thảy người cùng sự tình đều không liên quan đến mình quản chi vào lúc này hắn vẫn là cường đại như vậy như vậy một vùng thế giới đã nhượng hắn không hề lưu lại ý nghĩa chỉ có đi xa thiên hạ cuối cùng cường đại như quét rác lão nhân thấy thư viện lúc thiếu niên kia quan cảnh ngờ ngờ có thể thấy được mặc dù là nghìn trăm vạn năm trôi qua thư viện tuy rằng đã không còn là năm đó thiên thần thư viện, thế nhưng, thư viện Hải Nạp Bách Xuyên, vẫn là năm đó thư viện, vẫn là cái đó để cho người ta học hỏi chỗ. Tại đây năm tháng khá dài bên trong, nhìn sách này viện, ngờ ngợ, có thể thiếu niên hồi ức, có thể, đây chính là một loại quy túc, có một loại nhà cảm giác. Cho nên, từ đó về sau, trong thư viện liền nhiều hơn một cái quét trác lão nhân, một cái bình thường không có gì là quét trác lão nhân. Nhà, đối với một vị đã từng thiếu niên xưng vương. Đã từng quét ngang thiên hạ vô địch hạng người mà nói, cuối cùng, nhân sinh sở cầu, chỉ là một cái quy túc, không có như vậy một cái nhà, tự hồ, thiên địa lại rộng, nhân thế lại phồn vinh, cũng đều cùng mình không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên, vô địch như hắn, hắn vẫn như cũ nguyện ý tại đây trong thư viện làm một cái quét rác lão nhân. Như vậy cuộc sống như thế kinh lịch, không biết là một loại lòng chua xót, vẫn là đại đạo rộng rãi có nhà, chính là tốt, tầm có thể an vậy. Lý thất dạ không khỏi gật đầu, nhẹ nhàng mà nói rằng. Quét trác lão nhân nhìn lý thất dạ, không khỏi nói rằng, công tử kia nhà. Ở nơi nào đây? Lý thất dạ không khỏi nở nụ cười, lạnh nhạt nói, tâm chỗ hướng, đạo sở cầu, chính là nhà, chính là nơi trở về của ta. Nói đến đây, nhẹ nhàng mà thở dài một cái. Quét trác lão nhân vừa nghe, là sợ hãi thang, cuối cùng, hắn không khỏi nói rằng, ta cuối cùng là một cái tục nhân, đạo tâm không bằng công tử kiên định. Lý thất giả không khỏi nở nụ cười, nói rằng, thiếu niên liền xưng vương, đưa mắt liền vô địch, cái này cũng có thể xưng là tục nhân. Quét trác lão nhân không khỏi cười lắc đầu, nói rằng, công tử chớ cười lời ta, thiếu niên cuồng vọng, lại làm sao có thể cùng công tử so sánh với. Hôm nay hồi ức, công tử, đã là nhân thế chúa tể, ta chẳng qua là không biết tự lượng sức mình mà thôi cũng chính bởi vì chạy đi tâm tồn có ma từng là một khoảng thời gian rất dài đạo hành không vào tốn hao vô số thời gian mới ma diệt trong lòng lui khiếp chiến thắng tâm ma đây đã là rất rất tốt lý thất giả nói rằng nhân thế nhiều ít tuyệt thế vô song thiên tài bại một lần sau đó chính là trọn đời rơi chán chường không dậy thời gian xa vời cũng không hư độ quét trác lão nhân cùng lý thất giả dạ nói về chuyện cũ thời điểm cũng không khỏi rất cảm khái cuối cùng hỏi năm tháng dài dằng dặc nhưng không thấy công tử thân ảnh lý thất giả dạ cười cười nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng chỉ là ta không ở chỗ này nhân thế đi xa vậy thì ra là thế quét trác lão nhân minh bạch nói rằng công tử không tham gia viễn cổ chiến khai thiên chiến đại đạo tranh bằng không này nhân thế càng là đặc sắc nếu ta tại, có thể, đây hết thảy cũng sẽ không có bắt đầu. Lý thất dạ hời hợt nói rằng, quét trác lão nhân không khỏi là một trong giật mình, phục hồi tinh thần lại lúc, không khỏi cười to, nói rằng, là ta nông cạn, công tử tối cao, đã không phải chúng ta có thể bằng. Lý thất dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, chỉ là, ta không ở trong nhân thế này, quá nhiều cũng chưa từng biết được. Đó là, quét trác lão nhân nói, trong này phát sinh qua đủ loại, cũng từng là một hồi lại một tràng có một không hai chiến, một đời lại một đời tiên đế, đạo quân chết trận, một đời lại một đời vô địch hạng người, vô song thiên tài nằm xuống. Quét trác lão nhân là lý thất giả nói liên tục, nói về lục thiên châu cái này trăm nghìn vạn năm tới nay biến thiên, đã từng phát sinh một hồi lại một trận đại chiến, cái này có một không hai vô song đại chiến, không biết có bao nhiêu tiên đế đạo quân chết trận, một hồi lại một tràng kinh thế đại biến đã là biến mất tại bên trong dòng sông thời gian. Nơi đây hết thảy đã qua, người hậu thế, thường thường không biết, hoặc chỉ là theo đôi câu vài lời bên trong biết một phần, nhưng, vậy cũng là cùng sự thực tương đồng khá xa. Quét trác lão nhân, chính là đã từng tự mình trải qua trận này lại một tràng trung chuyển, một hồi lại một tràng đại biến, là kinh nghiệm bản thân người, hắn kể rõ, so hậu thế truyền thuyết càng thêm chân thực. Dưới tàn cây, tại bàn cờ trước, hai cái trăm nghìn vạn năm sau đó lại gặp nhau cố nhân, nói tới thời đại biến thiên, nói tới cảnh con người mất. Dưới cây già, bàn cờ trước, cười nói ngàn vạn năm này như thần tiên. Cũng không biết trò chuyện với nhau bao lâu, tự hồ, tại đây trò chuyện với nhau lúc, cũng đã là nghìn trăm vạn năm trôi qua giống nhau. Cuối cùng, quét rác lão nhân, không không tiếc núi, cảm khái nói rằng, ta còn trẻ lúc, tự phụ thiên phú vô sông, tự ngạo vô sông, Tự nhận là ngày khác nhất định có thể thấy rõ chân ngã, đại đạo quy nhất, cuối cùng là một hồi vô căn cứ mà thôi. Gặp chân ngã, cầu trường sinh, lên chân tiên. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, thấy rõ chân ngã, người chỉ thiếu chút nữa. Kém một bước, không tại ở thiên phú ở giữa, là ở đạo tâm. Quét trác lão nhân không khỏi cảm khái nói rằng, còn trẻ lúc không hiểu, tự phụ thiên phú vô song, là được thấy rõ chân ngã hậu thế ở giữa, mới hiểu được, gặp chân ngã, chính là cần đạo tâm ma luyện. Đạo lệ tâm Lý thất Dạ vừa cười vừa nói, vạn năm bất quá một cái chớp mắt, ngươi vẫn có cơ hội. Xin công tử chỉ điểm. Quét trác lão nhân cúi đầu thỉnh cầu. Lý thất dạ nhẹ nhàng mà gõ một cái, từ từ nói, đại thế như bàn, duy ta nắm. Quét trác lão nhân lập tức nhìn phía trên bàn đá bàn cờ, mảnh nhìn một cái tâm thần kịch chấn, Toàn bộ đều bị vững vàng hấp dẫn. Tiến nhập một cái vô cùng to lớn ma luyện đại đạo bên trong. Lý thất giả mỉm cười, đứng dậy rời đi. Quét rác lão nhân đắm chìm trong trong bàn cờ, không còn đứng dậy. Từ đó về sau, trong thư viện, cũng không gặp lại quét rác lão nhân, lão dưới cây, có một lão nhân đang khổ cực ngộ đạo. Chương 4939, Diêu Thiên Đại Đạo dẫn. Liền tại Lý Thất Dạ cùng quét rác lão nhân mạng đàm đại đạo lúc, tại trong thư viện, khai sơn đại điển bắt đầu rồi. Trong tinh không, tại thư viện chỗ sâu nhất, trên vòng trời một ánh hào quang, đột nhiên, tại ba, một tiếng vang lên lúc, toàn bộ không gian bị đánh đến rung rẩy rung một cái. Liền ở trong chớp mắt, thư viện chỗ sâu cái này một ánh hào quang đột nhiên phun ra, tự như là quần mặt trời giống nhau, trong nháy mắt cuồng sạch thiên địa ngay một khắc này như vậy phun ra quang mang thoáng cái chiếu sáng toàn bộ thư viện đem toàn bộ thư viện chiếu giống như ban ngày giống nhau xem tại trong chớp nhoáng này thư viện tất cả học sinh đều thoáng cái bị kinh động tất cả học sinh đều nhao nhao ngẩng đầu trong ngóng bị như vậy một màn hấp dẫn lấy oanh 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 từng đợt tiếng sấm bên tai không dứt thiên địa lay động không ngừng ngay một khắc này tại thư viện chỗ sâu thiên khung trên theo quang mang bắn lúc bắn một cái cự vô cùng cái bóng trong nháy mắt theo thiên khung trên rơi xuống dưới diệt, toàn bộ thiên khung đều lay động không ngừng, tự như là một viên lớn vô cùng lưu tinh đánh thẳng tới giống nhau. Đó là cái gì, thấy thiên khung trên thật lớn hắc ám tại trong chớp nhoáng này đánh thẳng tới. Hình như là to lớn lưu tinh muốn va đập đại địa giống nhau, đem không ít học sinh giật mình. Có kinh nghiệm học sinh vừa nhìn thấy như vậy một màn, thoáng cái lên tinh thần, không khỏi hét lớn, khai sơn đại điển muốn bắt đầu vừa nghe thấy lời ấy tất cả học sinh ánh mắt đều đuổi theo cái này từ trên trời giáng xuống thật lớn bóng đen cuối cùng nghe được quanh một tiếng vang thật lớn thiên địa lay động hết sức kịch liệt cả vùng muốn bị đánh chìm giống nhau đem rất nhiều học sinh đều sợ bắn cả người cho là đại tai nạn muốn tới giống nhau vừa lúc đó thư viện lão viện trưởng xuất hiện hướng tất cả học sinh tuyên bố nói rằng khai sơn đại điển hiện tại bắt đầu chưa quân bắt được thời gian cùng cơ duyên tự giải quyết cho tốt. Khai Sơn đại điển bắt đầu rồi. Vừa nghe đến lão viện trưởng tuyên bố, phục hồi tinh thần lại, có kinh nghiệm học sinh trong nháy mắt hướng thật lớn bóng đen rơi chỗ phóng đi. Lúc này đây Khai Sơn đại điển, thế nào rời học viện xa như vậy đây, đều tại học viện ở ngoài. Cũng có học sinh không khỏi nói thầm nói, thế nhưng tất cả học sinh đều không quản những thứ này, bất kể là tại học viện bên trong, vẫn là học viện ở ngoài đem hết toàn thân bú sữa mẹ khí lực hướng khai sơn đại điển phương hướng phóng đi coi có nhanh nhất học sinh vọt tới khai sơn đại điển chỗ lúc bọn họ ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một tòa nguyên nga núi thần xuất hiện ở trước mắt cái này một tòa núi thần đứng sừng sững ở chỗ đó toàn thân cho tê tê cùng chung quanh thanh sơn lục thủy là không hợp nhau tự lấy cái này một tòa núi thần mà nói núi thần bản thân cùng không có gì đặc biệt hấp dẫn người chỗ cái này tọa núi thần bản thân xem ra giống như là một tọa lớn vô cùng nham thạch ngọn núi hơn nữa còn là hết sức bình thường ma thạch như vậy một ngọn núi quái thạch đã lởm chởm cả ngọn núi thoạt nhìn là gồ ghề hình như là bị người đào móc qua giống nhau hơn nữa trên ngọn núi chỗ sinh trưởng thụ cỏ dây cũng là lác đác không có mấy cũng không làm người khác chú ý hơn nữa lại tỉ mỉ nhìn cả ngọn núi nham thạch đều giống như là cùng một loại ma thạch ma thạch mặt ngoài chính là có thật nhỏ cái hố hình như là bị vô số năm tháng mưa gió chỗ đánh bóng vô số hạt mưa đánh vào ma trên đá cuối cùng để lại như vậy từng cái một nho nhỏ ma cái hố giống nhau đương nhiên núi thần bản thân cũng không hấp dẫn người hấp dẫn người chính là cái này một tòa núi thần trên người cắm đầy vô số bảo vật thần khí tiên hiếm quý binh cái này từng món một bảo vật thần khí tiên hiếm quý binh phát ra quang mang phun ra nuốt vào đáng sợ thần uy tại bên ngoài 10 triệu dặm đều có thể cảm nhận được. Cho nên, làm tất cả người trong ngóng cái này một tòa thần phong thời điểm, đều đã tự nhiên bỏ qua cái này một tòa núi thần tồn tại, tất cả mọi người ánh mắt đều bị cái này núi thần trên từng món một bảo vật thần khí, tiên hiếm quý binh hấp dẫn lấy. Tại đây núi thần trên, cắm có đao khí tung hoành ngũ sắc thần đao. Cũng có kiếm quan hàng cửu châu thần kiếm, còn có nhật nguyệt luân hồi dị tượng bảo tháp, cũng có một chút tinh tế vô cùng kỳ môn vũ khí, hoặc là cực kỳ hãng phong thần thiết tiên kim. Làm tất cả người nhìn trước mắt núi thần lúc, đều bị cả tọa trên ngọn núi tất cả bảo vật thần khí vững vàng hấp dẫn, hơn nữa còn là chấn động không gì sánh nổi, thậm chí cũng không khỏi cảm thấy một cái tối cao đại đạo bảo khố đều kém xa trước mắt cái này tọa núi thần, có thể nói, trước mắt cái này một tòa núi thần. Chính là một tòa kinh thiên vô cùng thần tàn Lung linh tháp, phi tiên thạch, nhật nguyệt kiếm nhìn cái này từng món một bảo vật không biết có bao nhiêu học sinh xem đều hoa cả mắt có học sinh xem đều nhanh muốn mắt hoa bọn họ cả đời đều chưa từng thấy qua nhiều như vậy bảo vật một phần có kinh nghiệm hoặc có hiểu rõ học sinh đối với trước mắt cái này từng món một bảo vật chính là thuộc như lòng bàn tay giống nhau đều biết cái này từng món một bảo vật lai lịch tuy rằng cái này từng món một bảo vật để cho người ta nhìn hoa cả mắt thế nhưng vẫn có như vậy vài món bảo vật có thể nói là độc đoạt chúng bảo quan những thứ khác bảo vật thần khí tuy rằng đều là rất trân quý thế nhưng cùng trước mắt cái này vài món bảo vật một so sánh với chính là là ảm đạm phai mờ trong đó có một cái bảo vật chính là xem ra giống như là như ngọc giống nhau hoặc như là một cái to lớn cái thoa cái này một cái bảo vật chính là thật nhỏ đại đạo pháp tắc trụ xuống mỗi một đầu thật nhỏ đại đạo phép tắc tại luân hồi vô tận ảo diệu nó cắm vào trên ngọn núi lại dẫn tới đại đạo minh cùng tự hồ, chính là một bảo vật như vậy, nó có thể ngự giá toàn bộ núi thần trên bảo vật giống nhau, tự hồ giống như là bách điểu đứng đầu phượng hoàng, không cần phát ra âm thanh, liền có thể dẫn tới bách điểu trỗi lên. Đó là một cái cái dạng gì bảo vật? Tính là là bất thức hóa học sinh, nhìn một cái món bảo vật này, đều nhất thời không khỏi bị hấp dẫn, đều biết cái này một cái bảo vật vô cùng trân quý, tính là là đế quân bảo vật đều sẽ có vẻ chỗ thua kém ba phần. Diêu thiên đại đạo dẫn, có một vị trí tại thư viện ngay người không biết bao lâu học sinh đã đối cái này tọa núi thần bảo vật thuộc như lòng bàn tay giống nhau, từ từ nói. Diêu thiên đại đạo dẫn, đây là cái gì bảo vật? Đối với rất nhiều học sinh mà nói, bọn họ chưa từng có nghe qua món bảo vật này tên. Vị này thư viện ngay người thật lâu học sinh, nói rằng, này bảo, chưa hề xuất ra thế, thế nhân đều không biết nó chính là từ một vị gọi quân lan độ học sinh tặng lại thư viện quân lan độ nghe được tên này đối với tất cả học sinh mà nói càng thêm xa lạ chưa từng có nghe qua rất cường đại nhân vật vô địch a à. nhìn cái này gọi diêu thiên đại đạo dẫn bảo vật cho dù ai đều biết cái này một cái bảo vật tuyệt thế vô song cường đại như vậy vô song bảo vật đó nhất định là một vị trên đời vô địch đại nhân vật nói thí dụ như một đời đế quân một đời đỉnh long quân chỗ tặng lại thư viện. Biết bảo vật này lai lịch học sinh lắc đầu, nói rằng, không, nghe đồn nói, quân lan độ, chỉ là thư viện một vị học sinh, thế nhưng, hắn tại con nai cầm cố lên chiếm được cái này, diêu thiên đại đạo dẫn, hắn liền đem nó tặng lại cho học viện, lưu tại nơi đây. Trước mắt, cái này tọa núi thần trên tất cả bảo vật thần khí, đều là do thư viện học sinh tặng lại thư viện. Có chút học sinh, chính là tại khai sơn đại điển lúc, liền tặng lại thư viện, có một ít học sinh ngược lại là tại khai sơn đại điển lúc từ nơi này tọa núi thần trên chiếm được vận may lớn chiếm được vô địch chi bảo cuối cùng làm cuộc đời hắn leo lên đỉnh trên đỉnh thời điểm trở thành trên đời nhân vật vô địch lúc bọn họ sẽ tặng lại thư viện tại núi thần trên lưu lại tự mình trong cuộc đời đắc ý bảo vật thần khí sau đó thì sao có không ít học sinh tự định giá một chút bọn họ đều chưa từng nghe qua vị này quân lan độ tên không khỏi nói thầm nói hắn về sau trở thành như thế nào tồn tại lý giải chuyện này học sinh nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng không có về sau lưu lại diêu thiên đại đạo dẫn sau đó nghe nói hắn liền rời đi thư viện nhân thế không còn có nghe qua tên của hắn đó chính là hắn tự mình đưa ra cơ duyên của mình cuối cùng cả đời có thể là yên lặng vô danh phai mờ tại đại chúng bên trong có không ít học sinh nghe được truyền thuyết như vậy không khỏi là bóp cổ tay thở dài trước mắt cái này một cái diêu thiên đại đạo dẫn cho dù ai đều biết này là một cái độc nhất vô nhị bảo vật cái này gọi quân lang độ học sinh theo con nai điển ở trong chiếm được như vậy tuyệt thế vô song cơ duyên nếu là đem món bảo vật này lưu lại bên cạnh mình như vậy có thể sẽ cả đời vô địch thành tựu không có gì sánh kịp đỉnh nhưng mà vị này quân lang độ lại đem diêu thiên đại đạo dẫn tặng lại cho học viện cuối cùng chính hắn lại cả đời yên lặng vô danh phai mờ tại đại chúng bên trong chuyện như vậy bất luận cái gì học sinh xem ra vậy cũng là quân lang độ tự mình bỏ lỡ cuộc đời mình lớn nhất tạo hóa lớn nhất cơ duyên cuối cùng sử được bản thân phai mờ tại đại chúng bên trong cái này không khỏi để cho người ta là tiếc hận không ít học sinh ở trong lòng không khỏi là âm thầm tự định giá một chút nếu như bọn họ tại con nai điển ở trong đạt được như vậy tuyệt thế bảo vật bọn họ tuyệt đối không có khả năng tặng lại cho thư viện tính là là muốn tặng lại cho thư viện đó cũng là chờ bọn hắn tương lai thành tựu không có gì sánh kịp đại nghiệp sau đó, đứng ở đỉnh xưng vương lúc, bọn họ lại về trấn thư viện, cũng không trễ. Xem, món đó bảo vật. Vào lúc này, có học sinh bị núi thần trên một kiện khác bảo vật hấp dẫn lấy, cái này một cái bảo vật, xem ra giống như là một đoạn xanh biết gậy chống, lại nhìn kỹ, cũng không phải xanh biết gậy chống, tự hồ là một cái độc nhất vô nhị kỳ binh, cái này một cái kỳ binh tản mát ra một luồng lại một luồng bích quang, mỗi một sợi bích quang lóe ra lúc, đều phun ra nuốt vào vô cùng vô tận sinh cơ. Quản chi cái này tọa núi thần chỉ là sinh trưởng ba năm khỏa cỏ dại cây thấp, thế nhưng, làm cái này một cái xanh biết bảo vật phun ra nuốt vào bích quang lúc, trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy là chỗ thân tại một cái vô cùng vô tận mãn hoang thế giới bên trong, tràn đầy vô hạn sức sống, tràn đầy vô tận mãn hoang khí hơi thở, tự hồ, tại đây mãn hoang thế giới bên trong, có vô số thần thú tiên cầm đang gầm thét minh kêu giống nhau. Tiên thú tam thiên đằng giới, nhìn món bảo vật này, đối bảo vật có rất sâu giải học sinh sẽ không tự nói rằng, đây là thanh yêu đế quân lưu lại vô địch binh. Thanh yêu đế quân chỗ lưu lại, vừa nghe thấy lời ấy, tất cả học sinh đều tâm thần kịch chấn. Chương 4939, Diêu Thiên Đại Đạo dẫn liền tại Lý Thất Dạ cùng quét trác lão nhân mạng đàm đại đạo lúc tại trong thư viện, khai sơn đại điển bắt đầu rồi. Trong tinh không, tại thư viện chỗ sâu nhất, trên vòng trời một ánh hào quang, đột nhiên, tại ba, một tiếng vang lên lúc, toàn bộ không gian bị đánh đến rung rẩy rung một cái. Liền ở trong chớp mắt, thư viện chỗ sâu cái này một ánh hào quang đột nhiên phun ra, tự như là quần mặt trời giống nhau, trong nháy mắt cuồng sạch thiên địa, ngay một khắc này, như vậy phun ra quang mang thoáng cái chiếu sáng toàn bộ thư viện, đem toàn bộ thư viện chiếu giống như ban ngày giống nhau. Xem, tại trong chớp nhoáng này, thư viện tất cả học sinh đều thoáng cái bị kinh động, tất cả học sinh đều nhao nhao ngẩng đầu trong ngóng, bị như vậy một màn hấp dẫn lấy. Oanh, 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 từng đợt tiếng sấm bên tai không dứt, thiên địa lay động không ngừng, ngay một khắc này, tại thư viện chỗ sâu thiên khung trên, theo quan màn bắn lúc bắn, một cái cự vô cùng cái bóng trong nháy mắt theo thiên khung trên rơi xuống dưới diệt toàn bộ thiên khung đều lay động không ngừng, tự như là một viên lớn vô cùng lưu tinh đánh thẳng tới giống nhau. Đó là cái gì, thấy thiên khung trên thật lớn hắc ám tại trong chớp nhoáng này đánh thẳng tới. Hình như là to lớn lưu tinh muốn va đập đại địa giống nhau, đem không ít học sinh giật mình. Có kinh nghiệm học sinh vừa nhìn thấy như vậy một màn, thoáng cái lên tinh thần, không khỏi hét lớn, khai sơn đại điển muốn bắt đầu. Vừa nghe thấy lời ấy, tất cả học sinh ánh mắt đều đuổi theo cái này từ trên trời giáng xuống thật lớn bóng đen cuối cùng nghe được quanh một tiếng vang thật lớn thiên địa lay động hết sức kịch liệt cả vùng muốn bị đánh chìm giống nhau đem rất nhiều học sinh đều sợ bắn cả người cho là đại tai nạn muốn tới giống nhau vừa lúc đó thư viện lão viện trưởng xuất hiện hướng tất cả học sinh tuyên bố nói rằng khai sơn đại điển hiện tại bắt đầu chưa quân bắt được thời gian cùng cơ duyên tự giải quyết cho tốt khai sơn đại điển bắt đầu rồi vừa nghe đến lão viện trưởng tuyên bố phục hồi tinh thần lại có kinh nghiệm học sinh trong nháy mắt hướng thật lớn bóng đen rơi chỗ phóng đi lúc này đây khai sơn đại điển thế nào rời học viện xa như vậy đây đều tại học viện ở ngoài cũng có học sinh không khỏi nói thầm nói thế nhưng tất cả học sinh đều không quản những thứ này bất kể là tại học viện bên trong vẫn là học viện ở ngoài đem hết toàn thân bú sữa mẹ khí lực hướng khai sơn đại điển phương hướng phóng đi. Coi có nhanh nhất học sinh vọt tới khai sơn đại điển chỗ lúc, bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tòa nguyên nga núi thần xuất hiện ở trước mắt, cái này một tòa núi thần đứng sừng sững ở chỗ đó, toàn thân cho tê tê, cùng chung quanh thanh sơn lục thủy là không hợp nhau. Tự lấy cái này một tòa núi thần mà nói, núi thần bản thân, cùng không có gì đặc biệt hấp dẫn người chỗ, cái này tòa núi thần bản thân xem ra giống như là một tòa lớn vô cùng nham thạch ngọn núi, hơn nữa còn là hết sức bình thường ma thạch như vậy một ngọn núi quái thạch đá lởm chởm cả ngọn núi thoạt nhìn là gồ ghề hình như là bị người đào móc qua giống nhau hơn nữa trên ngọn núi chỗ sinh trưởng thụ cỏ dây cũng là lác đác không có mấy cũng không làm người khác chú ý hơn nữa lại tỉ mỉ nhìn cả ngọn núi nham thạch đều giống như là cùng một loại ma thạch ma thạch mặt ngoài chính là có thật nhỏ cái hố hình như là bị vô số năm tháng mưa gió chỗ đánh bóng vô số hạt mưa đánh vào ma trên đá cuối cùng để lại như vậy từng. Cái một nho nhỏ mà cái hố giống nhau. Đương nhiên, núi thần bản thân cũng không hấp dẫn người. Hấp dẫn người, chính là cái này một tòa núi thần trên người, cắm đầy vô số bảo vật thần khí, tiên hiếm quý binh, cái này từng món một bảo vật thần khí, tiên hiếm quý binh phát ra quan mang, phun ra nuốt vào đáng sợ thần uy, tại bên ngoài 10 triệu dặm đều có thể cảm nhận được. Cho nên, làm tất cả người trong ngóng cái này một tòa thần phong thời điểm, đều đã tự nhiên bỏ qua cái này một tòa núi thần tồn tại tất cả mọi người ánh mắt đều bị cái này núi thần trên từng món một bảo vật thần khí tiên hiếm quý binh hấp dẫn lấy tại đây núi thần trên cắm có đao khí tung hoành ngũ sắc thần đao cũng có kiếm quan hàng cửu châu thần kiếm còn có nhật nguyệt luân hồi dị tượng bảo tháp cũng có một chút tinh tế vô cùng kỳ môn vũ khí hoặc là cực kỳ hãn phong thần thiết tiên kim làm tất cả người nhìn trước mắt núi thần lúc đều bị cả tọa trên ngọn núi tất cả bảo vật thần khí vững vàng hấp dẫn hơn nữa còn là chấn động không gì sánh nổi thậm chí cũng không khỏi cảm thấy một cái tối cao đại đạo bảo khố đều kém xa trước mắt cái này tọa núi thần có thể nói trước mắt cái này một tòa núi thần chính là một tòa kinh thiên vô cùng thần tàn lung linh tháp phi tiên thạch nhật nguyệt kiếm nhìn cái này từng món một bảo vật không biết có bao nhiêu học sinh xem đều hoa cả mắt có học sinh xem đều nhanh muốn mắt hoa bọn họ cả đời đều chưa từng thấy qua nhiều như vậy bảo vật. Một phần có kinh nghiệm hoặc có hiểu rõ học sinh, đối với trước mắt cái này từng món một bảo vật, chính là thuộc như lòng bàn tay giống nhau, đều biết cái này từng món một bảo vật lai lịch. Tuy rằng cái này từng món một bảo vật để cho người ta nhìn hoa cả mắt, thế nhưng, vẫn có như vậy vài món bảo vật, có thể nói là độc đoạt chúng bảo quan, những thứ khác bảo vật thần khí tuy rằng đều là rất trân quý, thế nhưng cùng trước mắt cái này vài món bảo vật một so sánh với, chính là là ảm đạm phai mờ. Trong đó có một cái bảo vật, chính là xem ra giống như là như ngọc giống nhau, hoặc như là một cái to lớn cái thoa, cái này một cái bảo vật, chính là thật nhỏ đại đạo pháp tắc trũ xuống, mỗi một đầu thật nhỏ đại đạo phép tắc tại luân hồi vô tận áo diệu, nó cắm vào trên ngọn núi, lại dẫn tới đại đạo minh cùng tự hồ, chính là một bảo vật như vậy, nó có thể ngự giá toàn bộ núi thần trên bảo vật giống nhau, tự hồ, giống như là bách điểu đứng đầu phượng hoàng không cần phát ra âm thanh liền có thể dẫn tới bách điểu trỗi lên đó là một cái cái dạng gì bảo vật tính là là bất thức hóa học sinh nhìn một cái món bảo vật này đều nhất thời không khỏi bị hấp dẫn đều biết cái này một cái bảo vật vô cùng trân quý tính là là đế quân bảo vật đều sẽ có vẻ chỗ thua kém ba phần diêu thiên đại đạo dẫn có một vị trí tại thư viện ngay người không biết bao lâu học sinh đã đối cái này tọa núi thần bảo vật thuộc như lòng bàn tay giống nhau từ từ nói diêu thiên đại đạo dẫn đây là cái gì bảo vật đối với rất nhiều học sinh mà nói bọn họ chưa từng có nghe qua món bảo vật này tên vị này thư viện ngay người thật lâu học sinh nói rằng này bảo chưa hề xuất ra thế thế nhân đều không biết nó chính là từ một vị gọi quân lan độ học sinh tặng lại thư viện quân lan độ nghe được tên này đối với tất cả học sinh mà nói càng thêm xa lạ chưa từng có nghe qua rất cường đại nhân vật vô địch a à. nhìn cái này gọi diêu thiên đại đạo dẫn bảo vật cho dù ai đều biết cái này một cái bảo vật tuyệt thế vô song cường đại như vậy vô song bảo vật đó nhất định là một vị trên đời vô địch đại nhân vật nói thí dụ như một đời đế quân một đời đỉnh long quân chỗ tặng lại thư viện biết bảo vật này lai lịch học sinh lắc đầu nói rằng không nghe đồn nói quân lan độ chỉ là thư viện một vị học sinh thế nhưng hắn tại con nai cầm cố lên chiếm được cái này diêu thiên đại đạo dẫn hắn liền đem nó tặng lại cho học viện lưu tại nơi đây trước mắt cái này tọa núi thần trên tất cả bảo vật thần khí đều là do thư viện học sinh tặng lại thư viện có chút học sinh chính là tại khai sơn đại điển lúc liền tặng lại thư viện có một ít học sinh ngược lại là tại khai sơn đại điển lúc từ nơi này tọa núi thần trên chiếm được vận may lớn. Chiếm được vô địch chi bảo, cuối cùng, làm cuộc đời hắn leo lên đỉnh trên đỉnh thời điểm, trở thành trên đời nhân vật vô địch lúc, bọn họ sẽ tặng lại thư viện, tại núi thần trên, lưu lại tự mình trong cuộc đời đắc ý bảo vật thần khí. Sau đó thì sao? Có không ít học sinh tự định giá một chút, bọn họ đều chưa từng nghe qua vị này quân lan độ tên, không khỏi nói thầm nói, hắn về sau trở thành như thế nào tồn tại lý giải chuyện này học sinh nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng không có về sau lưu lại diêu thiên đại đạo dẫn sau đó nghe nói hắn liền rời đi thư viện nhân thế không còn có nghe qua tên của hắn đó chính là hắn tự mình đưa ra cơ duyên của mình cuối cùng cả đời có thể là yên lặng vô danh phai mờ tại đại chúng bên trong có không ít học sinh nghe được truyền thuyết như vậy không khỏi là bóp cổ tay thở dài trước mắt cái này một cái diêu thiên đại đạo dẫn cho dù ai đều biết này là một cái độc nhất vô nhị bảo vật cái này gọi quân lang độ học sinh theo con nai điển ở trong chiếm được như vậy tuyệt thế vô song cơ duyên nếu là đem món bảo vật này lưu lại bên cạnh mình như vậy có thể sẽ cả đời vô địch thành tựu không có gì sánh kịp đỉnh nhưng mà vị này quân lang độ lại đem diêu thiên đại đạo dẫn tặng lại cho học viện cuối cùng chính hắn lại cả đời yên lặng vô danh phai mờ tại đại chúng bên trong chuyện như vậy bất luận cái gì học sinh xem ra vậy cũng là quân lang độ tự mình bỏ lỡ cuộc đời mình lớn nhất tạo hóa lớn nhất cơ duyên cuối cùng sử được bản thân phai mờ tại đại chúng bên trong cái này không khỏi để cho người ta là tiếc hận không ít học sinh ở trong lòng không khỏi là âm thầm tự định giá một chút nếu như bọn họ tại con nai điển ở trong đạt được như vậy tuyệt thế bảo vật bọn họ tuyệt đối không có khả năng tặng lại cho thư viện tính là là muốn tặng lại cho thư viện đó cũng là chờ bọn hắn tương lai thành tựu không có gì sánh kịp đại nghiệp sau đó, đứng ở đỉnh xưng vương lúc, bọn họ lại về trấn thư viện, cũng không trễ. Xem, món đó bảo vật. Vào lúc này, có học sinh bị núi thần trên một kiện khác bảo vật hấp dẫn lấy, cái này một cái bảo vật, xem ra giống như là một đoạn xanh biết gậy chống, lại nhìn kỹ, cũng không phải xanh biết gậy chống, tự hồ là một cái độc nhất vô nhị kỳ binh, cái này một cái kỳ binh tản mát ra một luồng lại một luồng bích quang, mỗi một sợi bích quang lóe ra lúc, đều phun ra nuốt vào vô cùng vô tận sinh cơ. Quản chi cái này tọa núi thần chỉ là sinh trưởng ba năm khỏa cỏ dại cây thấp, thế nhưng, làm cái này một cái xanh biết bảo vật phun ra nuốt vào bích quang lúc, trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy là chỗ thân tại một cái vô cùng vô tận mãn hoang thế giới bên trong, tràn đầy vô hạn sức sống, tràn đầy vô tận mãn hoang khí hơi thở, tự hồ, tại đây mãn hoang thế giới bên trong, có vô số thần thú tiên cầm đang gầm thét minh kêu giống nhau tiên thú tam thiên đặng giới, nhìn món bảo vật này, đối bảo vật có rất sâu giải học sinh sẽ không tự nói rằng, đây là thanh yêu đế quân lưu lại vô địch binh. Thanh yêu đế quân chỗ lưu lại, vừa nghe thấy lời ấy, tất cả học sinh đều tâm thần kịch chấn. Chương 4941, tặng lại thư viện. Huyết hải đao khách đến, ở đây học sinh cũng không khỏi là khẩn tấm, nhìn huyết hải đao khách nếu như huyết hải đao khách một khi hai tay cầm đao như vậy rất nhiều học sinh chỉ sợ đầu tiên xoay người bỏ chạy dù sao đối mặt như thế một vị có ba viên vô song thánh quả long quân cái nào một đệ tử là đối thủ ai dám chống kỳ phong đây không phải là tự tìm đường chết a à? huyết hải đao khách cùng không để ý tới ở đây bất luận cái gì một vị học sinh đứng ở núi thần bên trong tìm được một cái đất trũng lấy ra một cái bảo vật cái này một cái bảo vật một lấy ra. Chính là hàng quan bắn ra bốn phía, này là một thanh kiếm thần, thanh kiếm thần này, vừa xuất hiện lúc, trong nháy mắt, kiếm khí tung hoành, cắm ở núi thần bên trong rất nhiều bảo kiếm đều thoáng cái minh vang lên, cái này một thanh kiếm thần, chính là đại đạo vần quanh, minh hưởng đại đạo chương, như vậy thần kiếm không xuất thủ, lại thêm đã có chặt đức thập phương xu thế, tính là là không biết học sinh nhìn một cái, đều biết, đây là một thanh tàn sát thần kiếm nhìn một cái cái này đến thần kiếm vốn là đang ngồi hoàng thiên thiếu chủ tiểu minh vương chấp kiếm công tử bọn họ đều thoáng cái đứng lên tán thiên kiếm nhìn thanh kiếm này hoàng thiên thiếu chủ trước tiên hét to một tiếng cái gì tán thiên kiếm vừa nghe thấy lời ấy những học sinh khác cũng không khỏi hét to một tiếng tính là là đối thanh kiếm thần này hoàn toàn không biết gì cả học sinh vừa nghe đến tên này thoáng cái loáng thoáng đất đoán được thanh kiếm này không khỏi giật mình nói rằng chẳng lẽ là tán thiên đế quân chỗ lưu kiếm a à? không sai là tán thiên đế quân chỗ lưu kiếm có một vị thiên thần đạo học sinh không khỏi thấp giọng nói rằng vốn có kiếm này là là năm đó tán thiên đế quân lưu lại tại tán thiên đạo vô song thần kiếm thế nhưng về sau tán thiên đạo vì kỷ niệm cùng thiên thần đạo ở giữa hữu nghị thành tán thiên thần kiếm tặng cho thiên thần đạo về sau thiên thần đạo lại bị thôi sáng đế quân tiêu diệt từ đó về sau cái này thanh tán thiên kiếm tung tích không rõ. Vào lúc này, bất luận là hoàng thiên thiếu chủ, vẫn là chấp kiếm công tử, hay hoặc giả là tiểu minh vương, bọn họ cũng không khỏi nhìn chầm chầm huyết hải đao khách trong tay cái này thanh tán thiên kiếm, bọn họ đều có được muốn xông qua cướp giật cái này thanh tán thiên kiếm xung động. Tán thiên kiếm, đây chính là tán thiên đế quân lưu lại vô song thần kiếm. Tán thiên đế quân, bực nào cường đại, có thể nói là ngạo thị lục thiên châu tồn tại, là là thiên tài đế quân, chỉ sợ là tại thiên đình như vậy quái vật lớn bên trong, tán thiên đế quân đều có địa vị trí cao vô thượng, có thể nghĩ, tán thiên đế quân là cường đại đến như thế nào trình độ. Năm đó, tán thiên đế quân tại tán thiên đạo để lại cái này thanh tán thiên kiếm, chính là lưu cho hậu nhân truyền thừa đại đạo, che chở vạn thế. Chỉ là về sau tán thiên đạo lại tặng cho thiên thần đạo, chỉ bất quá, thiên thần đạo bị thôi sáng đế quân diệt sau đó, cái này thanh vô song thần kiếm từ nay về sau tung tích không rõ. Về sau, thiên minh, thần minh liên thủ trùng kiến thiên thần đạo, thiên thần đạo hậu nhân, cũng từng tìm kiếm qua tán thiên kiếm, trên thực tế tán thiên đạo cũng giống vậy tìm kiếm qua cái này thanh tán thiên kiếm, thế nhưng, không có tin tức gì, tán thiên kiếm tung tích không rõ. Hôm nay, cái này thanh tán thiên kiếm lại xuất hiện ở huyết hải đao khách trong tay, đối đến ngày nay thiên thần đạo mà nói, đối với tán thiên đạo mà nói, bọn họ đều có thể lý trực khí tráng nói tán thiên kiếm là bọn hắn vô song thần kiếm chính là có chủ vật những người khác không được giữ lấy cũng chính bởi vì như vậy tiểu minh vương chấp kiếm công tử hoàng thiên thiếu chủ đều đứng lên chết nhìn chòng chọc cái này thanh tán thiên kiếm bọn họ đều muốn thanh cái này thanh tán thiên kiếm cướp đi hận không thể hiện tại liền xuất thủ thanh huyết hải đao khách trong tay tán thiên kiếm đoạt tới thế nhưng bọn họ chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi Ai cũng không dám động thủ Tiểu Minh Vương cũng tốt Chấp kiếm công tử Hoàng Thiên Thiếu Chủ cũng được Bọn họ nào dám đối huyết hải đao khách động thủ Huyết hải đao khách hung mạnh Mọi người đều là thân mắt sợ kiến Huyết đao vừa ra Liền tam thủ bảo vương Tứ phương tôn giả đều là đầu người rơi xuống đất Bọn họ như vậy tiểu bối dám ra tay cướp Huyết đao vừa ra Tương tự sẽ là đầu người rơi xuống đất Đi đời nhà ma Ông một tiếng vang lên Vào lúc này Huyết hải đao khách thanh tán thiên kiếm cắm vào núi thần trên, núi thần phun ra nuốt vào quang mang, phù văn hiện lên, nhất thời thanh tán thiên kiếm vững vàng ngậm chặt, trong nháy mắt, tán thiên kiếm cùng núi thần làm một thể, từ đó về sau, chỉ có người hữu duyên, mới có thể mang đi cái này thanh tán thiên kiếm. Thấy tán thiên kiếm cắm vào núi thần trên, tiểu minh vương bọn họ không thể làm gì. Bởi vì tán thiên kiếm cắm xuống nhập thần nhạc bên trong, hết thảy đều thành kết cục đã định, từ đó về sau tán thiên kiếm lại cũng không phải thiên thần đạo hoặc tán thiên đạo vô song thần kiếm từ đó về sau tán thiên kiếm thuộc về thư viện tặng lại thư viện nhìn huyết hải đao khách thanh tán thiên kiếm cắm vào núi thần sau đó cũng không quay đầu lại ly khai không ít học sinh cũng không khỏi là cảm giác khái người người đều biết huyết hải đao khách là một cái giết người không chớp mắt hung nhân là loạn châu mười hung năm huyết hải đao khách hung danh tại ngoại tại cái gì người trong lòng huyết hải đao khách, đều là một cái hung thần ác sát một người như vậy. Nhưng, huyết hải đao khách như vậy hung nhân, là đã từng là thư viện học sinh hắn, lại như cũ sẽ nhớ lại trấn thư viện, quản chi chiếm được vô song thần kiếm, hắn cũng không có chiếm thành của mình, cuối cùng, thành cái này thanh tán thiên kiếm tặng lại thư viện. Một đời hung nhân, cũng có thể làm về đến trấn thư viện, như vậy, những người khác vì cái gì liền làm không được đây. Đối với nhiều ít học sinh mà nói, bọn họ thụ thư viện bao nhiêu ân huệ, hơn nữa, thư viện đưa cho ân huệ, cho tới bây giờ cũng không chủ động tìm kiếm hồi báo. Đây chính là thư viện, có không có gì sánh kịp lòng dạ, phúc phận thiên hạ, bất luận là cổ tộc hay là trước dân. Mồm quả đen tới. Mới vừa đưa đi huyết hải đao khách, có học sinh mắt sắc, thấy chân núi có người đến. Đây chính là lý thất dạ cùng tiễn vân vận, minh thị công chúa, kim quan công tử, bọn họ leo lên núi thần lý thất dạ còn không có lúc đi ra minh thị công chúa bọn họ một mực chờ lý thất dạ nhìn thấy lý thất dạ thời điểm minh thị công chúa khẩn cấp lôi kéo lý thất dạ bỏ chạy muốn tới núi thần tham gia khai sơn đại điển thấy lý thất dạ tiểu minh vương chấp kiếm công tử hoàng thiên thiếu chủ bọn họ cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng tại con nai đại điển lúc bọn họ đều tại lý thất dạ trước mặt ăn nghẹn bọn họ đương nhiên là khó chịu lý thất dạ ở chỗ này đi Vào lúc này, Minh Thị Công Chúa kéo Lý Thất Dạ Tại núi Thần lên tìm được một cái rất tốt vị trí Cao hứng đối Lý Thất Dạ nói rằng Lý Thất Dạ cười cười Minh Thị Công Chúa lấy ra nàng theo con nai Cầm cố chỗ ấy đạt được nhiên tiên cổ đăng Nàng dơ lên thật cao Nhiên tiên cổ đăng Vừa nhìn thấy Minh Thị Công Chúa lấy ra nhiên tiên cổ đăng Tất cả học sinh đều ngồi không yên Từng đôi mắt trận trừng lên Tính là là Tiểu Minh Vương chấp kiếm công tử, hoàng thiên thiếu chủ bọn họ thiên tài như vậy học sinh cũng giống vậy thiếu kiên nhẫn. Mọi người đều biết, lúc này đây con nai cầm cố tối vận may lớn, tối đại cơ duyên, chính là Minh Thị Công Chúa, nàng đạt được nhiên tiên cổ đăng, thậm chí ngay cả con nai lão nhân đều nói, hắn đều không thể đạt được bảo vật, cái này có thể nghĩ một bảo vật như vậy là cỡ nào trân quý. Cho nên, vừa nhìn thấy Minh Thị Công Chúa dơ lên nhiên tiên cổ đăng thời điểm, không ít học sinh kinh hô một tiếng, có học sinh kinh hô, muốn đem nhiên tiên cổ đăng tặng lại cho thư viện A. Vừa nghe đến nói như vậy. Không ít học sinh cũng đều nhìn thoáng qua cắm ở núi thần lên, Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, năm đó quân Lan Độ, tại con Nai cầm cố chiếm được Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, tự mình cũng không để lại, trực tiếp tặng lại tại thư viện. Hiện tại Minh Thị Công Chúa đạt được như vậy vận may lớn, lớn như vậy cơ duyên dĩ nhiên không có đem nhiên tiên cổ đăng lưu lại cho mình, phải về trấn thư viện, như vậy lòng dạ, cũng thật là để cho người ta không khỏi chấn động theo trong lòng là kịch chấn thử hỏi một chút ở đây bất luận cái gì một vị học sinh có thể làm được như vậy phải không có thể đem mình vừa mới đạt được tối cao chi bảo tặng lại cho thư viện a chỉ sợ bất kỳ một cái nào học sinh đều đã thanh như vậy vô song chi bảo tự mình lưu lại dùng tính là là tiểu minh vương chấp kiếm công tử hoàng thiên thiếu chủ như vậy xuất thân từ tối cao đại đạo thiên tài tuyệt thế bọn họ không thiếu bảo vật, thế nhưng cũng giống vậy sẽ đem nhiên tiên cổ đăng lưu lại tự mình dùng, tự mình lưu lại đi vạn nhất trở thành thứ hai quân lang độ thế nào làm? cùng công thành danh toại sau đó, lại về trấn thư viện cũng không trễ nha. nhìn minh thị công chúa dơ lên nhiên tiên cổ đăng, có học sinh tâm tồn thiện ý, không khỏi khuyên minh thị công chúa một câu. năm đó quân lang độ là cỡ nào lòng dạ? hắn cũng là đem mình theo con nai cầm cố đạt được diêu thiên đại đạo dẫn tặng lại thư viện, lưu lại núi thần bên trong, thế nhưng, từ đó về sau, hắn cả đời yên lặng vô danh, đánh mất nhân sinh lớn nhất tạo hóa. Ta muốn lưu cho thư viện. Người khác khuyến, Minh Thị Công Chúa là nghe không vào. Lý thất dạ cũng không có khuyến, chỉ là lộ ra dáng tươi cười, nhìn Minh Thị Công Chúa. Công Chúa lòng dạ vô song. Kim Quang Công Tử cũng không khỏi là sợ hãi than cảm khái tiễn vân vận cũng không khỏi thừa nhận đổi lại là nàng, nàng cũng giống vậy làm không được. Dù sao, đây là vô song vận may lớn, như vậy một chiếc nhiên tiên cổ đăng, đổi lại là nàng, cũng giống vậy sẽ tự mình giữ lại. Oanh, một tiếng vang thật lớn, làm minh thị công chúa thanh nhiên tiên cổ đăng xen vào núi thần lúc, núi thần một tiếng vang thật lớn, lay động một cái, phun đã tuôn ra phù văn. Hóa thành đại đạo pháp tắc vần quanh, cắm ở núi thần trên tất cả bảo vật thần khí đều minh vang lên, tản mát ra quang mang. Bất luận là diêu thiên đại đạo dẫn, vẫn là tiên thú tam thiên đằng giới, hay hoặc giả là trấn thiên lưu tô. Tính là là những thứ này tuyệt thế vô song bảo vật. Đều phun đã tuôn ra quan mang, cộng minh không thôi. Như vậy một màn, những tất cả học sinh đều chấn động theo, đều hít một hơi lãnh khí, có học sinh nói rằng, cái này ngọn đèn nhiên tiên cổ đăng, tuyệt thế vô song, chỉ sợ có thể chiếm núi thần tất cả bảo vật trước ba đi. Tại vừa mới, tất cả học sinh tặng lại thư viện thời điểm, cũng không có như vậy dị tượng, quản chi huyết hải đao khách thanh tán thiên kiếm sen vào núi thần, đều giống nhau không có như vậy dị tượng, diêu thiên đại đạo dẫn, trấn thiên lưu tô, tiên thú tam thiên đằng giới, như vậy đứng đầu bảo vật thần khí đều không có phản ứng. Thế nhưng, hiện tại nhiên tiên cổ đang cắm xuống nhập thần nhạc, núi thần dĩ nhiên hiện lên như vậy dị tượng, đây là cỡ nào chấn động lòng người sự tình, cái này ý nghĩa, cái này ngọn đèn nhiên tiên cổ đăng, nó trân quý trình độ, tuyệt đối không thua gì diêu thiên đại đạo dẫn, trấn thiên lưu tô, thậm chí có khả năng tại đây nhiều đứng đầu bảo vật thần khí trên, thậm chí có có thể trở thành khai sơn đại điển thứ nhất bảo, khai sơn đại điển, hôm nay tăng thêm hai kiện tối cao chi bảo. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả học sinh trong lòng cũng không khỏi là vang vọng thật lâu.